Chương 301 cũng được. Sau khi gấp xe lăn gọn gàng, Đường Tu An mới bước vào ngồi cạnh Hoa Tiểu Nam. Còn Ninh Đình Trung thì lái xe, vì để ý đến Hoa Tiểu Nam nên anh ta cố ý lái xe chậm lại. Mấy hôm nay anh và Âu Dương Hồng Phượng thế nào rồi? Đường Tuấn buột miệng hỏi, anh đã bảo Âu Dương Hồng Phượng cho Ninh Đình Trung cơ hội rồi, còn có thể nắm bắt được hay không thì phải xem bản lĩnh của Ninh Đình Trung. Cũng được. Ninh Đình chung cười hi hi, rõ ràng là rất vui vẻ. Xem ra anh ta và Âu Dương Hồng Phượng quen nhau cũng không tồi. Lúc này đường Tuấn mới yên tâm được. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe mới dừng lại trước một tòa nhà cao tầng ở giữa trung tâm thành phố. Tòa nhà này có bộ tường toàn bằng kính, và dưới ánh nắng chói trang, có rất nhiều người ăn mặc sặc sỡ ra ra vào vào. Có vẻ như tòa nhà này là tòa văn phòng làm việc của một doanh nghiệp nổi tiếng nào đó. Đường Tuấn bồng hoa tiểu nam ngồi lên xe lăn, trong lúc đó, cả người cô gái nép vào vòng tay của Đường Tuấn, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng, trông rất đáng yêu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, đôi vai nhỏ xinh hơi lộ ra, xem ra đã có phong thái của một người đẹp rồi. Đường Tuấn đẩy hoa tiểu nam vào trong, Tề Hưng ở bên cạnh thuyết trình. Đây là trụ sở chính của tập đoàn Vạn Phúc nhà họ Tề và buổi tọa đàm lần này của Quỷ Y Lâm Trung Hiệp cũng đều do một tay nhà họ Tề lên kế hoạch, cho nên có thể nói là đây là một trong những chuyện quan trọng nhất lớn nhất trong khoảng thời gian gần đây. Đường Tuấn gật đầu, anh cũng có đôi chút hiểu biết về tập đoàn Vạn Phúc của nhà họ Tề, hiện nay là do Tề Thiên Thông cha của Tề Hưng nắm quyền, là một trong vài công ty có quy mô lớn nhất thành phố Vinh. Còn lần này nhà họ Tề bỏ ra nhiều công sức như vậy để mời Quỷ Y Lâm Trung Hiệp đến tổ chức tọa đàm e là muốn nhân cơ hội này để lôi kéo một số đối tác hợp tác, để có thể bước chân vào lĩnh vực quân y. Sau khi đưa ra ba tấm thiệp mời, ba người thuận lợi bước vào trong mà không gặp trở ngại gì. Audio điện tử võ tấn bền Buổi tọa đàm được sắp xếp ở một phòng lớn trên tầng 17, vốn dĩ căn phòng đó là nơi để tập đoàn vạn phúc ở cuộc họp toàn công ty, nhưng lần này lại nhường để tổ chức tọa đàm. Ba người đường tuấn vào trong đã thấy nhiều người ngồi ở đó rồi chỗ ngồi gần bục phát biểu cũng đã đủ người, cho nên ba người họ chỉ có thể tìm được ba vị trí gần cuối để ngồi. Xem ra tôi đã đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của buổi tọa đàm dưỡng sinh này rồi. Ninh Đình Trung cười khổ, anh ta chỉ vào dãy ghế trên cùng nhất, vừa nhìn là biết toàn là các ông chủ lớn của các doanh nghiệp lớn, rồi nói. Nhìn thấy không, cái người ngồi giữa nhất ấy là ông chủ của bất động sản Kim Châu, còn cái người ngồi phía bên trái đeo kính nho nhã ấy chính là ông chủ của chuỗi nhà hàng lớn nhất thành phố Vinh chúng ta đó, còn có cái người mà đang ngăm đen đó chính là ông chủ của mấy cái công xưởng. Cha cha, những ông chủ lớn này bình thường khó mà gặp mặt được, thật không ngờ lại tập trung ở đây. Hay lắm, không biết nhà họ tề rốt cuộc muốn làm cái gì đây. Đường Tuấn cũng có chút kinh ngạc, những người này mặc dù không bằng nhà họ tề, nhưng nếu như kết hợp lại cùng nhau, e là đã chiếm được nửa giang sơn của thế giới thương mại thành phố Vinh rồi. Hoa Tiểu Nam hình như có chút sợ người lạ, cứ luôn nắm chặt lấy cánh tay của Đường Tuấn. Càng lúc càng nhiều người vào trong hiện trường, vì thế căn phòng lớn cũng bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Một số người quen biết nhau cũng tụm năm tụm ba lại với nhau, bàn luận về cuộc làm ăn hàng trăm triệu hàng tỷ đồng. Trương 302 trông rất phấn khích. Làm ơn xin nhường đường một chút. Một giọng nói vang lên sau lưng ba người Đường Tuấn. Bọn họ quay đầu chỉ thấy một nam một nữ đang đứng ở giữa lối đi, người đàn ông thì vác theo máy quay phim trông rất lực lưỡng, còn cô gái thì chỉ mới tầm 27 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với một chiếc quần ống rộng cạp cao, chân đi giày cao gót, trong tay lại cầm một chiếc micro và bản thảo, nhìn dáng vẻ rất thành thục. Xem ra hai người này chính là thợ quay phim và phóng viên của một tòa soạn nào đó. Lúc này, cô gái đó đang nói với Ninh Đình Trung đang ngồi ngoài cùng Ninh Đình Trung nghiêng người nhường đường cho hai người họ vào trong, vừa hay lại ngồi ngay bên cạnh của đường Tuấn, Hoa Tiểu Nam thì ngồi giữa đường Tuấn và Ninh Đình Trung. Lúc hai người họ đi qua Hoa Tiểu Nam, bởi vì Hoa Tiểu Nam không tiện đi lại cho nên đường Tuấn phải đỡ cô ta. Cô gái nhỏ không nhịn được mà liếc nhìn mấy cái. Hồng Thư, lần này chúng ta thật sự có thể phỏng vấn Lâm Trung Hiệp sao? Tôi nghe nói ông ta là nhân vật cấp Thái Sơn bắt đầu. Bình thường gặp mặt thôi cũng đã khó rồi hai người vừa ngồi xuống, người đàn ông vác chiếc máy quay hỏi, trông rất phấn khích. Còn cô gái tên Hồng Thư kia lại gật đầu, nói. Chắc là có thể, lần này tòa soạn khó khăn lắm mới có được hai tấm thiệp mời này, chúng ta nhất định phải giành được cơ hội phỏng vấn quỷ y. Nếu như phỏng vấn thành công, nói không chừng tòa soạn y học cổ truyền thành phố Vinh chúng ta sẽ không cần giải tán nữa. Đến lúc đó cho dù không bằng được tòa soạn báo hàng ngày thành phố Vinh, nhưng ít ra cũng có được lợi gì đó người đàn ông quay phim gật đầu nói không sai thắng thua ở trận này sau đó anh ta nhớ ra gì đó nói nhưng tôi nghe nói lần này còn có một người học y học cổ truyền muốn so tài với lâm trung hiệp chúng ta có nên phỏng vấn luôn cả anh ta không đây cũng là một mũi tên chúng cái đích mà hồng thư cau mày nói đến lúc đó thì tính sau chúng ta chủ yếu là đến phỏng vấn lâm trung hiệp mà những người khác không quan trọng cái người học về y học cổ truyền đó hình như là muốn thách đấu Lâm Trung Hiệp, đến lúc đó nếu như anh ta đắc tội với quỷ y, vậy thì cuộc phỏng vấn của chúng ta lần này sẽ hỏng bét hết. Cô ta nhìn hoa tiểu nam bĩu môi, nói nhỏ. Có nhìn thấy không, danh tiếng của quỷ y mới lớn, không biết lần này có biết bao nhiêu là người có bệnh đến tìm ông ta chữa bệnh nữa kia. Còn về cái người học y học cổ truyền đó, ai mà thèm quan tâm đến anh ta cơ chứ? Người quay phim gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Mặc dù hai người họ nói chuyện đặc biệt nhỏ tiếng, nhưng tất cả đều lọt vào tai của Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ cười chương 303, cậu hiểu được là tốt rồi. Tề hưng mặc âu phục đi theo phía sau một người đàn ông trung niên. Giữa lông mày của người đàn ông trung niên và Tề hưng có vài phần giống nhau, ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Ông ta chính là cha của Tề hưng, hiện giờ là người cầm quyền của tập đoàn Vạn Thạch Tề Thiên Thông. Rất cảm ơn các vị có thể bỏ ra chút thời gian quý giá để tới đây nghe buổi tọa đàm dưỡng sinh của Lâm Đại Sư, tề mỗ tôi đại biểu cho tập đoàn Vạn Thạch hoan nghênh các vị đã đến. Thanh âm mang theo thiện ý của tề thiên thông truyền ra vang khắp hội trường. Đợi lát nữa Lâm Đại Sư trước tiên sẽ giảng giải cho các vị một ít kiến thức về việc dưỡng sinh, sau đó sẽ chọn ra vài người ở hiện trường để tiến hành khám bệnh trị liệu. Kế tiếp, tôi sẽ không nhiều lời nữa. Hãy cho chúng tôi một chàng vỗ tay nhiệt liệt để hoan nghênh Lâm Đại Sư. Thanh âm của Tề Thiên Thông vừa dứt, hội trường lập tức phát ra một tràng tiếng vỗ tay vang dội. Phần lớn người ở đây đều có thân phận không tầm thường, không giàu có thì cũng là quyền quý, đối với tên tuổi của Quỷ Y Lâm Trung Hiệp đã sớm nghe qua. Nghe thấy Lâm đại sư muốn đích thân ra tay lựa chọn người để chữa bệnh, khuôn mặt bóng dầu của bọn họ bừng lên sự kích động. "Đợi lát nữa đừng ai tranh với tôi, nếu ai nhường cơ hội được Lâm đại sư chữa bệnh cho tôi." Tôi sẽ cho người đó một tòa nhà đã được tu sửa trang hoàng ở trung tâm thành phố." Ông chủ của bất động sản Kim Châu hô lên. "Ông Kim, ông nghĩ là chỉ mình ông có tiền ư? Tôi nói cho ông biết, nếu ai nhường cơ hội được Lâm đại sư chữa bệnh cho tôi, sau này nếu ăn cơm ở bất kỳ một nhà hàng nào của tôi, toàn bộ đều được giảm giá 50%." Một ông chủ nhà hàng cơm hứa hẹn nói. "Bây giờ anh đã thấy tiếng tăm của Quỷ Y lớn như thế nào rồi chứ?" Hồng thư ngồi ở bên cạnh Đường Tuấn vẻ mặt chờ mong nói, nếu lần này chúng ta thật sự có thể phỏng vấn được ông ta, nói không chừng tạp chí y học cổ truyền thành phố Vinh chúng ta còn có thể trở nên nổi tiếng, trở thành tạp chí có lượng tiêu thụ cao nhất thành phố Vinh. Vẻ mặt của học sinh nam đang khiêng máy quay phim cũng khao khát và kích động. Đúng rồi, đợi lát nữa nếu cái tên Đường Tuấn khiêu chiến Lâm Đại Sư kia dám xuất hiện ở hội trường, cậu nhớ rõ phải quay cho anh ta vài cảnh cận mặt, đến lúc đó dùng để làm trang bìa thu hút ánh mắt mọi người. Hồng thư nói: "Nam quay phim khó hiểu nói, không phải chị vừa mới nói cái người gọi là Đường Tuấn kia nếu đấu với Lâm đại sư thì một chút phần thắng cũng không có à? Bây giờ còn muốn quay cho anh ta vài cảnh cận mặt để làm gì, vậy chẳng phải là khiến cho anh ta nổi tiếng sao?" Trên mặt Hồng thư hiện ra vẻ đắc ý, nói: "Cái này cậu không hiểu được đâu. Tôi quay cho anh ta vài cảnh cận mặt là vì để đến lúc đó làm nền cho Lâm đại sư, một kẻ không biết đến từ nơi hẻo lánh nào nếu không phải dính hào quang của Lâm đại sư." nào có cơ hội lên mặt bìa. Có khi anh ta còn phải cảm ơn tôi đấy. Vì để có thể duy trì tòa soạn báo, có thể nói Hồng thư đã làm hết mọi cách. Không có biện pháp, bây giờ y học cổ truyền suy sút, ngay cả tạp chí y học cổ truyền bọn họ cũng bị tai ương theo. Nam quay phim nghe vậy, tán thưởng nói, không hổ là chị Hồng thư. Quá lợi hại, đến lúc đó nếu Đường Tuấn kia càng biểu hiện bất tài thì càng làm nổi bật thêm cho sự lợi hại của Lâm đại sư tạp chí y học cổ truyền chúng ta cũng có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục trước đây. Cậu hiểu được là tốt rồi, Hồng Thư cười nói. Lần này khi hai người nói những lời này cũng không hạ giọng xuống, cho nên ngay cả Ninh Đình Trung và Hoa Tiểu Nam cũng nghe thấy được. Nhưng ngược lại Đường Tuấn cảm thấy không sao cả, bây giờ không phải những truyền thông báo chí này đều dùng mánh khóe để lấy lòng mọi người sao. Tuy nhiên Ninh Đình Trung lại có chút khó chịu, nhìn hai người Hồng Thư, nói, nếu hai vị là người của tạp chí y học cổ truyền thành phố Vinh, vậy hẳn là biết nguyên tắc đưa tin đúng sự thực. Các người viết báo thiên vị như thế, chẳng lẽ không sợ sẽ khiến người khác chê trách hay sao? chương 304, y học cổ truyền là cái gì? Hồng Thư không khỏi nhìn vào mắt Ninh Đình Trung, phát hiện anh ta cũng không phải là người nổi tiếng quyền quý nào mà cô ta biết, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ châm chọc. Nói chúng tôi thích viết báo như thế nào thì liên quan gì đến anh, đừng không có chuyện gì mà xem vào chuyện của người khác. Đúng vậy, chúng tôi cũng không viết báo về anh, anh dựa vào cái gì mà chỉ tay năm ngón với chúng tôi chứ. Nam quay phim cũng lạnh lùng nói. Ninh Đình Trung tức giận đến mức nói không ra lời, nhưng cố tình lúc này lại không thể phát tác. Đường Tuấn xua tay với Ninh Đình Trung, sau đó nói với hai người của tạp chí y học cổ truyền thành phố Vinh, hai vị, người bạn này của tôi cũng không nói sai. Nếu các người thật sự viết báo như vậy, sau này liệu còn có người tin tưởng tòa soạn báo các người không? Liệu còn có người nào muốn tin tưởng y học cổ truyền nữa không? Hơn nữa, còn chưa so tài, sao các người lại nghĩ rằng Lâm Trung Hiệp sẽ thắng chứ? Hồng Thư liếc mắt nhìn đường Tuấn một cái, nói anh là ai? Chúng tôi chỉ phụ trách bán báo ra ngoài thôi, về phần có người tin tưởng y học cổ truyền hay không chúng tôi không quan tâm. Chờ sau khi viết báo về y học cổ truyền năm nay xong, Sang năm tòa soạn báo chúng tôi sẽ không viết báo về y học cổ truyền nữa. Một sản phẩm phong kiến đã bị thời đại đào thải, nếu không phải chúng tôi có lòng từ bi thì ai muốn viết báo chứ? Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tức giận. Có câu nói là làm việc gì thì yêu việc đó, nhưng cô gái trước mắt này căn bản không thích y học cổ truyền, mà cố tình lại viết báo y học cổ truyền, cứ thế này, y học cổ truyền nhất định sẽ càng lúc càng mờ nhạt trong tầm mắt của quần chúng. Đồ thích lo chuyện bao đồng. Nam quay phim khinh bỉ liếc mắt nhìn đường Tuấn một cái. Hai người các cậu, Ninh Đình Trung thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên muốn đánh hai người, nhưng bị đường Tuấn giữ chặt lại. Ha ha, tôi là ai, đợi lát nữa hai vị sẽ biết, chỉ là tôi vẫn hy vọng hai vị có thể viết báo đúng sự thật. Nếu các người đã không thích y học cổ truyền, như vậy xin đừng viết báo về y học cổ truyền nữa. Đường Tuấn lạnh lùng nói, các anh có bệnh à? Hồng Thư nói, sau đó nói với Nam quay phim, được rồi, mặc kệ bọn họ, Lâm Đại Sư lên sân khấu, chuẩn bị quay chụp. Quỷ y mặc một bộ quần áo thời đường màu trắng bạc, khoan thai chậm rãi đứng ở trên sân khấu. Ông ta đã hơi lớn tuổi, trên mặt có nét già nua, nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh. Thân hình cao ngất, không chút run rẩy, hơi thở trầm ồn. Nếu chỉ nhìn ở mặt ngoài, ông ta quả thực là có phương pháp dưỡng sinh. Bây giờ quỷ y Lâm Trung Hiệp mới xuất hiện ở trên sân khấu, ánh mắt đảo qua trên người của mọi người, cuối cùng dừng lại thêm vài giây ở trên người của Đường Tuấn rồi mới thu hồi. Trước thời gian ấy rất ngắn, nhưng Đường Tuấn biết Lâm Trung Hiệp đã nhận ra anh. Nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Trung Hiệp, quả thực tốc độ di chuyển của dòng khí trong cơ thể anh cũng nhanh hơn vài phần. Không nghĩ tới quỷ y thế nhưng đã là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Đường Tuấn cảm nhận được hơi thở mịt mờ trên người Lâm Trung Hiệp kia, trong lòng thầm than nói có thể cho anh loại cảm giác này chỉ có cao thủ khí cảnh đích thực cùng cảnh giới chỉ là không biết ở trên mặt y thuật ông ta đã tới bước nào rồi đã đến khí cảnh chưa trong lòng đường tuấn trầm tư y học cổ truyền là cái gì lâm trung hiệp bỗng nhiên lớn tiếng hỏi trong ánh mắt ông ta giống như lộ ra ánh sáng nói y học cổ truyền lấy m dương ngũ hành làm lý luận trụ cột coi cơ thể người thành khí hình thân một thể thống nhất thông qua bốn trần phân tích lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, kinh lạc ở các đốt ngón tay, sự biến hóa khí huyết nước bọt, phán đoán sự tăng giảm chính tả. Từ đó bốc thuốc đúng bệnh, bảo trì sự cân bằng của trời đất trong cơ thể người. Chương 305, hẳn là không quá khó với tôi. Những lời này của Lâm Trung Hiệp như tuyên truyền giác ngộ, trong lúc nhất thời phần đông phú hào quyền quý ngồi ở dưới đều sững sờ. Nhưng hơn 10 giây sau, lục tục có người phản ứng lại, hỏi, Lâm Đại Sư, Y học cổ truyền thật sự thần kỳ như ngài nói sao? Nếu thực sự thần kỳ như vậy, vì sao bây giờ y học cổ truyền lại suy sút đến mức gần như biến mất? Lời này vừa nói ra miệng, mọi người ở dưới âm thầm gật đầu. Tuy rằng bọn họ đối với danh vọng của Lâm Trung Hiệp đã sớm nghe qua, nhưng bọn họ cũng không phải là kẻ ngu dốt chỉ nghe lời từ một phía. Nếu Lâm Trung Hiệp không thể khiến cho bọn họ tin phục, bọn họ sẽ lập tức xoay người rời đi. Lâm Trung Hiệp nhìn chằm chằm người đặt câu hỏi đầu tiên nọ, nói, bây giờ y học cổ truyền bên ngoài liệu còn có mấy người thật sự có bản lĩnh chứ, phần lớn đều là một ít thầy thuốc ở khắp nơi giả danh lừa bịp. Đã sớm nghe nói Lâm đại sư có danh xưng là quỷ y, trình độ về mặt y học cổ truyền không ai có thể sánh kịp. Không biết ngài có thể biểu diễn cho tôi xem một chút được không, tôi đang chờ để tin phục. Ông chủ của bất động sản Kim Châu vuốt cái bụng vệ đứng lên, cao giọng hỏi. Lâm Trung Hiệp nhìn vào hai mắt ông ta, nói, ha ha biết rõ thân thể của mình không tốt, tối hôm qua còn muốn dựa vào thuốc để cưỡng ép làm lụng vất vả ba lượt. Lần sau nếu còn như vậy, căn cơ của thân thể ông bị phá hỏng, trong vòng 5 năm chắc chắn sẽ chết. Sau khi dứt lời, tất cả ánh mắt của mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quái nhìn ông chủ của bất động sản Kim Châu. Mà là người có liên quan, vẻ mặt của ông chủ bất động sản Kim Châu lại rất khó coi, trong mắt tràn đầy sự chấn động và kinh ngạc. Lâm Trung Hiệp nói không sai. Tối hôm qua ông ta quả thực đã dựa vào việc uống thuốc để làm ba lượt cùng hai cô gái trẻ tuổi. Nhưng mà chuyện này ngay cả vệ sĩ bên người của ông ta cũng không biết, làm sao Lâm Trung Hiệp có thể biết được? Nhìn thấy sắc mặt của ông chủ Kim Châu, những người khác đều hiểu là Lâm Trung Hiệp đã nói đúng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Lâm Trung Hiệp, muốn nghe sự giải thích của ông ta, nhìn xem rốt cuộc là ông ta đoán hay là thật sự có loại bản lĩnh này về phần ý nghĩ hoài nghi ông chủ Kim Châu đang giả vờ căn bản là không có. Cả tỉnh Hà Nam này có mấy người có tư cách có bản lĩnh khiến cho ông chủ của bất động sản Kim Châu phải giả vờ chứ? Y học cổ truyền chú ý nhìn, nghe, hỏi, sờ bốn trần, khí huyết của ông mệt mỏi, chỉ cần là người có chút kiến thức y học cổ truyền liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Đây không coi là bản lĩnh gì cả, Lâm Trung Hiệp thản nhiên nói, giống như chỉ đang làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể lâm trung hiệp nói xong những lời này ông ta bắt đầu diễn thuyết có câu hỏi của ông chủ kim châu trước đó mọi người đối với lâm trung hiệp gần như đã rất tin tưởng không nghi ngờ gì nghe như mê như say lâm trung hiệp giảng phần lớn là kiến thức dưỡng sinh bình thường vừa vặn là những điều mà mọi người ở hội trường cần nhất mẹ nó ông già này có chút lợi hại nha ngay cả loại chuyện riêng tư này cũng nhìn ra được ninh đình trung cũng kinh ngạc anh ta nhìn đường tuấn hỏi chú em đường Cậu cảm thấy tay nghề của ông ta thế nào? Liệu cậu có thể nhìn ra được hay không? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, tuy rằng Lâm Trung Hiệp nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng muốn làm được như vậy, ở trên mặt võ đạo ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới tông sư, như vậy mới có thể thông qua việc nhìn hơi thở mà phán đoán được tình huống sinh hoạt vợ chồng gần đây của một người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 306, tên kia ở chỗ nào? Hừ, rõ ràng chính là đến cầu y. Còn giả vờ một bộ cái gì cũng biết. Nếu thật sự là như vậy, còn tìm Lâm đại sư người ta để làm gì? Vừa rồi Hồng thư bị Ninh Đình Chung nói vài câu, trong lòng đèn nặng lửa giận, lúc này nghe thấy đối thoại của hai người Đường Tuấn, lập tức lên tiếng châm chọc. Nhưng mà anh Đường thật sự rất lợi hại, ngay cả bà tôi cũng nói anh Đường là thiên tài y thuật. Hoa Tiểu Nam mở to mắt, bênh vực kẻ yếu thay Đường Tuấn. Hồng thư châm biếm một tiếng, nói em gái nhỏ đừng để bị người khác lừa trên thế giới này có rất nhiều kẻ lừa đảo, hơn nữa bà em cũng không phải là người của gia đình có tiếng nào, bà ấy nói thiên tài y thuật thì là thiên tài y thuật sao? Buồn cười. Hoa tiểu nam còn muốn nói nữa, lại bị đường tuấn ngăn lại, được rồi. Hùng biện cũng không thắng được sự thật, đợi lát nữa là thấy kết quả. Hoa tiểu nam đành phải ngậm miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm hồng thư, miệng chu lên, một bộ dạng rất tức giận. Trong lòng cô đường tuấn luôn luôn không gì là không làm được, nhưng bỗng nhiên lại bị hai người này châm chọc khiêu khích, trong lòng đương nhiên khó chịu. Lúc này, quỷ y lâm trung hiệp trên sân khấu cũng vừa nói xong. Ông ta nuốt nước bọt nói, lẽ ra tiếp theo hẳn là sẽ chọn lựa ra mấy người từ trong các vị ở đây để xem bệnh miễn phí. Nhưng hôm nay có một việc đặc biệt hơn, tôi đã ước hẹn với một vị cùng nghề chuẩn bị tiến hành một trận tỉ thí y thuật ở đây. Vì vậy còn phải làm phiền các vị làm người chứng kiến. Lâm Đại Sư, không phiền gì cả lần này được ngài mời đến đã khiến cho tôi được lợi rất nhiều cho dù có tốn mấy tỷ cũng không mua được không phải chỉ làm người chứng kiến thôi sao chuyện nhỏ như hạt vừng đúng vậy chỉ là cái người trẻ tuổi tên gọi đường tuấn đâu thân là hậu bối vậy mà còn dám để cho đại sư chờ lâu như vậy tôi nghĩ chắc không phải là bởi vì sợ mà không dám tới đâu chứ đúng vậy tôi đoán y thuật của tên kia cũng không ra sao không nghĩ tới ngay cả dũng khí gặp lâm đại sư cũng không có đại sư tôi nghĩ cũng không cần chờ cậu ta nữa chúng ta lập tức bắt đầu chuyện tiếp theo đi buổi tọa đàm vừa rồi của lâm trung hiệp đã giúp những phú hào quyền quý của thành phố vinh ở đây học tập được rất nhiều kiến thức dưỡng sinh lúc này nghe thấy đề nghị của lâm trung hiệp đương nhiên không có ý kiến khác còn tiện thể hạ thấp đường tuấn thêm một chút tề hưng và cha mình tề thiên thông cũng ngồi ở dưới sân khấu thấp giọng nói chuyện với nhau tề hưng con thật sự cảm thấy rằng thằng nhóc kia sẽ đến sao Tề Thiên Thông hỏi: "Cha yên tâm đi, tên kia luôn tự cho là mình rất giỏi, tuyệt đối sẽ tới đây. Nếu như cậu ta thật sự không đến, vậy thì ngay cả tư cách làm đối thủ của con cũng không có." Tề Hưng cười lạnh nói. Đối với sự khinh thường và châm chọc của mọi người dành cho Đường Tuấn, Lâm Trung Hiệp chỉ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía vị trí chỗ Đường Tuấn đang ngồi, nói: "Anh bạn nhỏ, đã nghe lâu như vậy, chắc trong lòng cũng rất khó chịu. Xuống dưới đi, để cho tôi hiểu biết một chút y thuật của cậu." Tuy rằng đã sớm nghe hứa tưởng anh nói qua Đường Tuấn là một người trẻ tuổi, nhưng khi ông ta thực sự nhìn thấy Đường Tuấn, cũng cảm nhận được hơi thở trong cơ thể anh, tâm trí của Lâm Trung Hiệp vẫn có chút kích động. Trẻ tuổi như vậy đã là cao thủ tông sư, tương lai không thể hạn lượng. Nếu như ở trên mặt y đạo còn có thành tựu lớn, quả thực chính là nghịch thiên. Cái gì? Cậu ta đã đến đây? Tên kia ở chỗ nào? Hội trường phát ra một trận ồn ào náo động linh 307, cậu muốn so tài như nào? Cậu nên lên sân khấu. Ninh Đình Trung vẻ mặt ngưng trọng đứng lên, nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Này, anh điên rồi sao? Lâm Đại Sư người ta gọi Đường Tuấn, cũng không phải là anh. Hồng Thư nhìn thấy Đường Tuấn đứng lên, không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói. Đường Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy Hồng Thư và Nam quay phim, trong mắt lộ ra ý cười, nói đã quên tự giới thiệu với hai vị. Tôi họ đường, tên Tuấn, chính là cái người không biết tự lượng sức mình trong miệng các người. Nói xong, trong ánh mắt không dám tin của hai người Hồng Thư, anh từ phía sau của hội trường chậm rãi đi đến phía trước. Làm sao có thể, tên kia không phải thật sự là đường Tuấn chứ, vậy cũng quá trẻ tuổi rồi. Hồng Thư khẽ nhếch môi. Lâm Đại Sư quả nhiên không hổ là quỷ y, y thuật quả thực có chỗ độc đáo. Đường Tuấn vừa đi, ánh mắt đã giao nhau cùng Lâm Trung Hiệp, thản nhiên mà nói. Ha ha, anh bạn nhỏ cũng không tầm thường, lần này tôi ra ngoài có thể nhìn thấy người tài giỏi như anh bạn nhỏ đây, thật sự là vui mừng." Lâm Trung Hiệp nói. Ông ta nói ra những lời này, tương đương với việc chứng thực thân phận của Đường Tuấn. Sắc mặt Hồng Thư cùng Nam quay phim lúc xanh lúc trắng, tư vị trong lòng không thể diễn tả. Vừa rồi bọn họ thế nhưng đã làm trò nói bậy ở trước mặt chính chủ người ta, việc này khiến cho bọn họ rất lúng túng. Cho dù anh ta như thế nào, tôi vẫn phải nói như vậy. Nhìn tuổi của anh ta, y thuật phỏng chừng cũng không ra sao. Làm sao có thể thắng được Lâm Đại Sư ở trên mặt y thuật chứ? Hồng Thư nói, đúng vậy, chẳng lẽ y thuật kém còn không cho người khác đánh giá sao? Đợi lát nữa tôi lại quay cho anh ta mấy cảnh cận mặt, nhất định phải quay lại vẻ mặt khi thua của anh ta. Nam quay phim tiếp lời nói, này, này cũng trẻ quá rồi, thầy Lâm, Thầy có chắc rằng anh ta tìm tới thầy để so tài chứ không phải để xin làm học trò không? Có người hỏi, lúc trước bọn họ có nghe qua là Đường Tuấn tuổi còn trẻ nhưng đoán rằng cũng chỉ khoảng 30 tuổi là cùng, vậy mà không ngờ 30 tuổi còn chưa tới, tưởng chừng là cậu học sinh vừa mới học xong đại học rồi bước ra đời. Đúng vậy thầy ơi, thầy có chắc rằng muốn đấu với anh ta không? Nhớ đâu sau khi thua rồi anh ta lại ngồi ngay tại chỗ khóc luôn không? Có người đùa nói. Mặc kệ người khác có nói về mình như thế nào, vẻ mặt anh từ lúc đó đến giờ vẫn không thay đổi. Sau khi anh đứng dậy, trong mắt anh và Lâm Trung Nghĩa chỉ có đối phương, mỗi một bước chân ánh mắt đều là đấu đá với nhau tỏng âm thầm, không ai muốn yếu sức trước khí thế của đối phương. Cuối cùng, Đường Tuấn đi tới trước mặt Lâm Trung Nghĩa. Cậu muốn so tài như nào? Lâm Trung Nghĩa hỏi. Khách tùy chủ nhà, Đường Tuấn nói. Lâm Trung Nghĩa nói, được, vậy thì mỗi người hãy chọn ra hai người từ hiện trường để chữa bệnh đi. Được, Đường Tuấn nói. Cậu chọn trước đi, Lâm Trung Nghĩa nói. Chương 308, ông muốn có một đứa con. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua những người ở dưới, 10 người chín bệnh, một người sức khỏe hơi kém. Với nhịp sống và sinh hoạt của xã hội hiện đại thì gần như mọi người có thể thấy mình mắc một chút bệnh hoặc có khi là không thể nhìn thấy mình đang mắc bệnh. Rất nhanh Đường Tuấn đã có thể chọn ra người đàn ông ngồi ở hàng thứ nhất, người đàn ông mang mắt kính dây vàng, nhìn qua có chút ốm yếu nhìn lịch sự như một quý ông chứ không giống một ông chủ lớn, ngược lại còn như một giáo sư trong đại học. Lúc trước anh có nghe Ninh Đình Trung nói về người này, tên là Mạnh Trí Hùng, ông chủ của một chuỗi nhà hàng lớn nhất thành phố. Cậu có làm được không? Lê Trí Hùng nhìn đường Tuấn với ánh mắt hoài nghi, ông ta có xuất thân cao quý, đã từng gặp qua không ít bác sĩ, nhưng đa số các bác sĩ đều khoảng chừng 40 tuổi. Nhìn dáng vẻ đường Tuấn quá trẻ, trong lòng ông không tin đường Tuấn đường tuấn nói thử qua rồi sẽ biết đúng thế ông lê cứ để cho mọi người nhìn xem nói không chừng khi thằng nhóc này làm bậy bạ thì bệnh của ông có thể được chữa thì sao ai đó nói với lê trí hùng sắc mặt lê trí hùng xấu hẳn đi nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục đứng lên vẻ mặt sắc bén nhìn đường tuấn ông thử duỗi tay ra để cho đường tuấn bắt mạch đường tuấn lắc đầu nói tôi không cần bắt mạch lê trí hùng ngạc nhiên nói trên đời này làm gì có bác sĩ nào không bắt mạch Ông Lê, ông không biết sao, tên nhóc này muốn học từ thầy Lâm, có người nói. Gương mặt Lê Trí Hùng lập tức đen xì, nói, vẫn là nên bắt mạch đi, thầy Lâm là thầy Lâm, còn cậu là cậu. Cậu còn quá trẻ, đừng quá kiêu ngạo. Đường Tuấn không trả lời, nhìn Lê Trí Hùng một lúc rồi nói, bệnh của ông tôi biết rồi. Lê Trí Hùng rút tay về, cười nhạt nói, ồ, vậy cậu nói xem. Đường Tuấn nói, ông muốn có một đứa con. Lê Trí Hùng ngạc nhiên, Lần này ông đến đây đúng là muốn có một đứa con. Ông và vợ kết hôn cũng đã 10 năm, chỉ tiếc là không có nổi một đứa con, thậm chí ông đã từng đến bệnh viện Yến Khanh kiểm tra cơ thể, nhưng mọi kết quả đều nói là cơ thể ông và vợ đều khỏe mạnh. Nhưng không biết vì sao, trong một thời gian dài không có lấy một đứa con. Chỉ vì điều này, ông thậm chí còn mời cả thầy phong thủy về để xem phong thủy, trong phòng thay đổi vài chỗ, nhưng vẫn chẳng có kết quả. Ha ha không có gì quan trọng vì trong phạm vi cách thành phố không xa, chỉ cần có thể hỏi thăm đều có thể biết. Lê Trí Hùng khẽ lắc đầu, bởi vì bản thân không thể làm vợ mang thai vì thế Lê Trí Hùng thường xuyên bị bạn bè cười nhạo. Đường Tuấn nói, cơ thể của ông và vợ ông không có vấn đề, nguyên nhân ông không có con được là bởi vì do cách sinh hoạt hàng ngày của ông có vấn đề. Lê Trí Hùng không hiểu được. Đường Tuấn nói, bình thường ông có phải hay uống rượu rồi hút thuốc đúng không? Lê Trí Hùng nói, đúng, nhưng vậy thì đã sao? Bây giờ mỗi khi ông làm ăn thì phải xã giao, làm sao có thể không hút thuốc hay uống rượu? Đường Tuấn nói, ông có nghe câu nghiện rượu không có con chưa? Lê Trí Hùng cau mày nói, đã nghe rồi, nhưng bạn bè tôi cũng là người hút thuốc, thậm chí họ còn nghiện hơn cả tôi, nhưng họ cũng đều có con trai và cả con gái. Đường Tuấn nói, vấn đề nằm ở đây, người say rượu rất hay dùng nước lạnh tắm, bốn mùa quanh năm đều như vậy đúng không? Chương 309, bác sĩ thiên tài. Lê Chí Hùng nghe xong đều kinh ngạc, không tin nhìn Đường Tuấn nói, làm sao cậu biết được? Bốn mùa trong năm ông ta đều dùng nước lạnh để tắm, lúc say rượu cũng không ngoại lệ, cái thói quen này đã đi theo ông ta mấy chục năm qua, vì thế cơ thể mới khỏe mạnh hơn những người bình thường. Ha ha, thận thuộc âm, rượu chính là thứ làm tổn thương cơ thể và thật, ông lại dùng thêm nước lạnh xối vào người, men rượu không có cách nào thoát ra nên mới tích tụ sâu trong cơ thể và thật lâu dần thì cơ thể của ông sẽ phát sinh ra vấn đề, không có khả năng có con. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao những người chăm sóc cơ thể tốt sẽ hiểu ra và tắm nước nóng để men rượu ra ngoài, sau đó ngày thứ hai sẽ chạy bộ, để tống hoàn toàn men rượu ra khỏi cơ thể. Đường Tuấn giải thích, Lê Trí Hùng càng nghe càng hoảng, lúc này bảy tám phần cũng tin vào tay nghề của Đường Tuấn. Bác sĩ Đường, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi còn có thể có con không? Lê Trí Hùng luống cuống hỏi những người khác thấy điệu bộ của lê trí hùng trong lòng mọi người đều có một câu hỏi chẳng lẽ đã bị tên nhóc này đoán chúng rồi ư hửng chỉ biết nói mà không biết làm quan trọng là có thể chữa khỏi hay không mặc dù trong lòng hồng thư có chút kinh ngạc khi nhìn đường tuấn chuẩn bệnh cho lê trí hùng nhưng vẫn không thể nào tin được đường tuấn cười nói chữa được nếu như phát hiện muộn hơn nửa năm nữa đoán chừng đời này ông ta cũng không thể có con lê trí hùng run người sắc mặt tái mét nói bác sĩ đường xin cậu chữa bệnh cho tôi bao nhiêu tiền tôi đều có thể đáp ứng đường tuấn khẽ gật đầu sau đó vén nhẹ góc áo lê trí hùng lên lấy cây kim đã khử trùng rồi đâm xuống dùng kim lấy khí quỷ y lâm trung hiệp thấy đường tuấn dùng thuật châm cứu trong lòng khâm phục nói thật sự không ngờ cậu ta vậy mà có thể thật sự có thể chữa bệnh bằng đẳng cấp khí cảnh y đạo nhưng cậu ta còn quá trẻ được thiên phú trời ban như vậy thật không phải là con người Huyền sau khi đường Tuấn châm cứu cho Lê Trí Hùng, dĩ nhiên từng đợt hơi rượu được tỏa ra trên người Lê Trí Hùng. Những hơi rượu đó là kết quả của việc quanh năm ông uống rượu, lúc này bị đường Tuấn dùng thuật châm cứu ép ra ngoài. Cảnh tượng này vừa hay làm mọi người ngồi bên dưới há hốc mồm, đây chính là chữa bệnh sao. Là y học cổ truyền. Khoảng 5-6 phút sau, đường Tuấn mới rút cây kim ra. Trong một tháng kế tiếp không nên uống rượu, sau đó những sinh hoạt hàng ngày phải thay đổi rất nhiều nếu không có vấn đề gì, ông sẽ được làm cha sớm thôi. Đường Tuấn xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói. Lê Trí Hùng nghe vậy, ngay lập tức trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Bây giờ ông đã hoàn toàn tin vào tay nghề của Đường Tuấn, sau khi đã được Đường Tuấn châm cứu xong, ông ta có thể cảm nhận được cơ thể và tinh thần tốt hơn bao giờ hết. Vốn dĩ sau khi như thế thì xương cốt sẽ có chút đau, nhưng bây giờ không có một chút cảm giác gì. Bác sĩ thiên tài, bác sĩ thiên tài họ đường. Lê Trí Hùng cầm tay của Đường Tuấn liên tục nói cảm ơn. chương 310, đúng là quỷ y danh bất hư truyền. Sau khi Đường Tuấn chữa bệnh cho Lê Trí Hùng xong, thì đến lượt Lâm Trung Hiệp chọn người để chữa. Ông nhanh chóng chọn ông chủ của bất động sản Kim Châu, Lâm Trung Hiệp nói chuyện một lúc thì lập tức có thể nói ra bệnh của ông ta, vừa hay đúng lúc này có thể điều trị. Chỉ thấy Lâm Trung Hiệp cầm hai cây châm với vẻ mặt hết sức chăm chú sau đó lập tức đâm cây kim vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Kim Châu. Huyệt bách hội chính là huyệt đạo quan trọng nhất, chỉ cần một chút lơ là mà để cây kim sai vị trí cũng có thể làm Kim Châu chết ngay tại chỗ. Không phải là những bác sĩ có tay nghề tầm cỡ thì tuyệt đối không có gan châm cứu vào huyệt này. Kim Châu không cảm thấy đau, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Đây là, Đường Tuấn có đôi mắt và tay nghề rất cao siêu, chỉ cần nhìn Lâm Trung Hiệp châm cứu thì có thể đoán ra cách thức châm cứu là gì. Ông ấy đang dùng thuật châm cứu kết hợp với chân khí để kích thích tế bào tái tạo của cơ thể, theo đó có thể phục hồi những tổn thương của cơ thể, mục đích chính là chữa hết tất cả các bệnh. Điều này đã đi ngược lại với y học bình thường, khác hoàn toàn với các y học bây giờ, chẳng trách Lâm Trung Hiệp được gọi là quỷ y. Tay nghề đúng thật quá quỷ dị và cao siêu, Đường Tuấn đánh giá Lâm Trung Hiệp bằng cả tấm lòng. Không nên coi thường các bậc thầy chân khí dù chỉ là một người, trong y học thì bản thân có những cách rất đặc biệt để lý giải nếu không thì cũng không thể đạt tới bước này. Từ tận trong lòng đường Tuấn rất khâm phục, đây là lần đầu tiên anh thấy trừ anh ra cũng có một bác sĩ chân khí. Tay nghề của Lâm Trung Hiệp rất cao siêu, chỉ là sau 5 phút, cả người Kim Châu lập tức có cảm giác khác lạ, thay đổi hoàn toàn cái trạng thái ngây ngô lúc trước, chỉ cảm thấy trong chớp mắt đã trẻ ra chừng khoảng 10 tuổi, toàn thân vô cùng khỏe khoắn. Tất nhiên, chẳng qua tất cả đều là do ông ta tự tưởng tượng, cho dù Lâm Trung Hiệp có tay nghề xuất thần đi nữa cũng không có khả năng khiến người khác trẻ lại. "Bạn nhỏ, tay nghề của tôi thế nào, còn có thể ở trong mắt cậu không?" Lâm Trung Hiệp cười nói. Đường Tuấn nghiêm mặt nói, "Đúng là quỷ y danh bất hư truyền." Lâm Trung Hiệp cười ha hả nói, "Đáng tiếc là nếu đối với cậu thì còn kém xa, ở cái tuổi của cậu nếu đem tôi và cậu ra so sánh thì sợ ra tôi còn chưa bằng một nửa bản lĩnh của cậu." Lúc trước đáng lẽ tiếp theo sau đó thì Đường Tuấn và Lâm Trung Hiệp cả hai đều được chọn ra người tiếp theo để chữa bệnh, nhưng tay nghề của cả hai đã được đối phương công nhận, đấu tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên vì thế trở thành Đường Tuấn và Lâm Trung Hiệp chữa bệnh cho những người đang có mặt tại đây. Sau khi chữa hơn chục người, hai người mới dừng lại. Hôm nay trước tiên đến đây thôi, tiếp theo thì tôi phải rời khỏi thành phố một thời gian nếu như mọi người hứng thú với y học Việt Nam hoặc cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe thì cứ tới tìm tôi. Lâm Trung Hiệp quỷ y tâm trạng rất tốt, cười nói, bạn nhỏ có gì muốn nói sao? Mọi người lúc này ai nấy cũng yên lặng nhìn đường Tuấn, trong mắt mang theo vài phần kính trọng, chứ không còn vẻ khinh thường nữa. Tuổi tác của đường Tuấn đối với họ mà nói không quan trọng nữa, và chỉ trong 10 phút thì tay nghề của đường Tuấn đã được bọn họ công nhận. Điều tôi muốn nói rất đơn giản, y học của Việt Nam sẽ không bị thất truyền, nó không phải là sản phẩm của sự mê tín, nó chính là tinh hoa văn hóa được lưu truyền từ hàng nghìn năm nay của Việt Nam chúng ta. Tôi không quá kỳ vọng tất cả các vị ở đây đều có thể giang rộng vòng tay nâng đỡ các bác sĩ, nhưng tôi hy vọng rằng những người đang ngồi ở đây có thể nói với lương tâm của mình làm những chuyện đúng, không nên vì một chút ích kỷ mà coi thường y học Việt Nam." Đường Tuấn trầm giọng nói. "Đây coi như là yêu cầu tôi đối với mọi người. Nói đến đây, Đường Tuấn lập tức cúi đầu. Đường đại sư đừng nói nặng như vậy. Audio điện tử võ tấn bền. chương 311, những lời đường đại sư nói chúng tôi đều nhớ rõ cả rồi. Những lời đường đại sư nói chúng tôi đều nhớ rõ cả rồi. Người vừa được đường Tuấn chữa bệnh, đứng đầu là Lê Trí Hùng, hướng về đường Tuấn cúi đầu. Đường Tuấn đã chữa cho họ những căn bệnh bám giết họ nhiều năm nay, dường như cùng nhau được sống lại. Ừm, đường Tuấn gật đầu. Đôi mắt quỷ y lâm trung hiệp sáng rực, Cả cơ thể khẽ run lên. Ngồi ở góc khuất ở hàng ghế cuối cùng, sắc mặt Hồng Thư và người quay phim đã trở nên vô cùng khó coi, những lời nói của Đường Tuấn giống như cái tát vào mặt bọn họ. "Lâm đại sư, kết quả của trận đọ sức tay nghề ngày hôm nay như thế nào ạ? À? Người nào thắng?" Ngay lúc này, Tề Hưng không can tâm hỏi, vốn dĩ lần này dự định sẽ làm Đường Tuấn xấu mặt một bữa, nhưng không nghĩ tới tay nghề của Đường Tuấn dường như cũng chẳng kém gì Quỷ Y nhà họ tề của anh nhân cơ hội này lấy lòng tin của một đám người, ý định lúc đầu vốn là như vậy, không nghĩ tới lúc bị đường tuấn nhanh chân đến trước. Có thể nói, nhà họ tề của anh ta tốn rất nhiều công sức dựng lên buổi diễn thuyết này, kết quả là giá trúc đựng nước cũng bằng không. Đường Tuấn và quỷ y Lâm Trung Hiệp nhìn nhau, khóe môi quỷ y lộ ra một nụ cười khổ nói, tôi và người anh em họ đường đây không thể phân ra cao thấp nhưng y đức và tấm lòng của người anh em này tôi khâm phục, tôi thua. Sau khi nói xong lời này, Cả hội trường đều ồ lên, Quỷ Y Lâm Trung Hiệp tự nhận là mình không bằng Đường Tuấn, nếu chuyện này truyền đi khắp giới y học, đặc biệt là y học Việt Nam thì không biết sẽ nổ lên bao nhiêu sóng gió. Đường Tuấn vừa định mở lời, Quỷ Y Lâm Trung Hiệp lại hạ giọng, ghé sát tai anh nói, nếu như cậu muốn đi lên trong giới y học Việt Nam thì phải chấp nhận vinh quang như thế này. Chỉ khi cậu đứng trên sân khấu cùng vinh quang thì bọn họ mới có thể thấy được tài năng của cậu, mới bằng lòng tin tưởng cậu, tin tưởng vào y học Việt Nam. Đường Tuấn ngây người, anh cũng có thể hiểu những lời Lâm Trung Hiệp nói là thật, điều này có chút giống với hiệu ứng của Minh tinh, vì sao nhiều người như vậy mà các nhà sản xuất lại toàn đi tìm những tiểu thịt tươi, đúng ý họ chính là một lượng lớn người hâm mộ. Nếu như bây giờ có một người nổi tiếng nào đó sẵn lòng đứng lên tin tưởng y học Việt Nam, thì có thể khẳng định được trong một thời gian ngắn thì y học Việt Nam rất nhanh sẽ được nhiều người quan tâm, nhưng thay vì để những người không biết gì về y học Việt Nam đứng lên nói còn không bằng tự mình trở nên nổi tiếng từ những người hâm mộ rồi từ từ hồi sinh y học Việt Nam. Đây cũng chính là ý định của Quỷ y, là lý do mà ông ta chủ động chịu thua, nếu không thì dưới cái tình huống chân khí này, Lâm Trung Hiệp có tận 10 năm kinh nghiệm với nghề thì Đường Tuấn quả thực không thể nào sánh bằng, và tất nhiên Đường Tuấn cũng chẳng có khả năng thắng nổi ông ta. Nhưng đây là một kế hoạch hoàn mỹ, là một loại hình thức khác để hỗ trợ lẫn nhau. Cảm ơn ông Lâm, lời cảm ơn từ tận sâu trong đáy lòng anh. Lâm Trung Hiệp đã dùng cả thanh danh của mình để tạo bước đệm cho anh. Lâm Trung Hiệp lắc đầu, không gì bình tĩnh hơn, hết sức vui mừng. Tề Hưng nghe vậy, lập tức ngây người tại chỗ, bất luận có nghĩ như thế nào thì anh ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến Lâm Trung Hiệp lại nhận thua để tạo bước đệm cho Đường Tuấn, điều này trái lại với dự tính ban đầu của anh ta. Lâm Trung Hiệp, ông đang làm gì vậy? Rõ ràng trận đấu còn chưa kết thúc vậy mà ông lại chịu thua rồi vậy nhà họ tề chúng tôi mời ông tới để làm gì? Tâm trạng tề hưng có chút mất không chế mà quát lên với Lâm Trung Hiệp, thậm chí còn nói thẳng ra cả họ và tên. Tề hưng, cầm mồm, tề thiên thông lập tức kéo tề hưng lại, nhưng lời nói của tề hưng đã vang khắp hội trường. Gương mặt Lâm Trung Hiệp đột nhiên trở nên lạnh lùng, ông ta được người đời gọi là quỷ y, đi đến đâu đều được kính trọng, nhưng bây giờ lại bị tề hưng chất vấn ngay tại chỗ. Chương 312 hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi anh. À, Lâm Trung Hiệp tôi làm cái gì cần phải khai báo rõ ràng với nhà họ Tề các anh sao? Nhà họ Tề các anh là cái quái gì, chẳng qua cũng chỉ là dựa vào một chút quan hệ, có tin rằng chỉ bằng một câu nói của tôi lập tức có thể cho nhà họ Tề các anh muôn đời không ngóc đầu lên được không? Lâm Trung Hiệp bước lên một bước, một luồng khí mạnh mẽ vô hình đè lên nhà họ Tề, làm cho bọn họ có chút khó thở. Chat Tề Thiên thông tát một cái lên gương mặt điển trai của Tề Hưng, năm ngón tay in rõ ràng lên trên mặt, giận dữ nói: "Còn không mau đi xin lỗi Lâm đại sư." Tề Hưng bây giờ mới ý thức được mình lỡ lời, nhớ đến lúc trước cha có từng nói rằng Quỷ Y không chỉ có y thuật khó lường, mà còn là một cao thủ võ thuật. Nhân vật như vậy muốn lấy mạnh hai cha con họ thì nhất định thì thần không biết quỷ cũng không hay. "Lâm đại sư, là do tôi lỡ lời, mong ông bỏ qua." Tề Lâm cúi đầu, nghiến răng nói: lâm trung hiệp mới thu hồi lại áp lực vô hình nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ hôm nay tôi không muốn tính toán với các anh nhưng nếu như còn lần sau đừng trách tôi dùng những thủ đoạn độc ác nhất ngay cả anh và nhà họ tề của các anh cũng phải gặp nạn vâng 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 tề hưng không ngừng lặp lại đường tuấn có chút việc tôi muốn nói với cậu đi chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh hơn lâm trung hiệp dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía đường tuấn nói đường tuấn gật đầu đi về phía đằng sau hội trường, vốn dĩ chỗ này đã chật cứng ngay cả một con kiến cũng không thể chui qua được nhưng ngay khi anh đi đến thì đoàn người ấy lập tức giạt ra hai bên để tạo thành một con đường trống trái ở giữa. Mọi người đều dùng ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ để nhìn vị bác sĩ nổi tiếng trẻ tuổi này. Cậu về trước đi, tôi và Lâm Trung Hiệp cần trao đổi một số chuyện với nhau. Đường Tuấn nói với Ninh Đình Trung. Ninh Đình Trung lắc đầu nói, tôi ở bên ngoài chờ cậu, nếu không cậu cùng cô ấy quay về sẽ khá bất tiện. Đường Tuấn nghĩ cũng đúng, lập tức gật đầu đồng ý. Đạt Hoa Tiểu Nam ngồi trên xe lăn chuẩn bị rời khỏi đây. Đường, anh Đường, lúc này Hồng Thư mới đứng lên nói, trên gương mặt xinh đẹp của cô ta bây giờ mới mang vẻ hoang mang và hối hận, ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám đứng đối diện Đường Tuấn. Chuyện gì, Đường Tuấn khẽ nhíu mày, ấn tượng của anh về Hồng Thư và đám người quay phim rất xấu, anh có thể hiểu đám người này mượn danh y học cổ truyền để kiếm tiền, nhưng vào thời điểm quan trọng này thì tuyệt đối không cho phép cái đám này dẫm đạp lên các bác sĩ. Và Hồng Thư và hai người đó chính là loại người như vậy. Hồng Thư và đồng nghiệp nhìn nhau, lấy hết can đảm để nói, anh Đường, sự việc vừa rồi là lỗi của tôi và đồng nghiệp, hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi anh. Rồi sao, Đường Tuấn nói đùa. Tôi mong anh cho phép tạp chí y học cổ truyền chúng tôi có cơ hội để báo cáo về y học cổ truyền, và hy vọng anh có thể cho chúng tôi được một lần phỏng vấn anh. Hồng Thư cắn chặt răng nói, cô ta biết yêu cầu như vậy có chút quá đáng, nhưng báo cáo về y học cổ truyền này rất có thể là cơ hội duy nhất để cô ta tiếp tục làm công việc này nên vẫn phải mặt dày nhắc đến. chương 313 y thuật của ông nội tôi đã đạt được khí cảnh. Đường Tuấn cười thành tiếng, nhìn chăm chăm Hồng Thư, cười nhạt nói, cô nghĩ rằng tôi sẽ đóng thành một người hoàn toàn không tin vào y học cổ truyền để tiếp nhận buổi phỏng vấn này sao? Nói xong, Đường Tuấn không muốn tiếp tục nói chuyện nữa nên xoay người đẩy Hoa Tiểu Nam rời khỏi đây. Chỉ để lại hai người Hồng thư và đồng nghiệp bị ánh mắt ghẻ lạnh của tất cả mọi người nhìn chằm chằm, ban nãy trong cuộc nói chuyện thì bọn họ cũng nghe ra được không ít thông tin, đối với những nhà báo về y học cổ truyền này thì họ không có một chút ấn tượng tốt nào. Coi thường y học cổ truyền trước mặt thầy Đường, bây giờ lại muốn phỏng vấn thầy Đường, các người đang chọc cười à? Ha. À. Tạp chí y học cổ truyền ngay cả khi có những người tài giỏi như thế nào thì cũng sẽ phải rơi vào tình trạng như hiện giờ thôi, may là thầy Đường bao dung, chứ nếu đổi lại là tôi thì, ha. Hàng loạt những lời nói chỉ trích từ từ truyền vào tai hai người Hồng thư. "Hồng thư, chúng ta nên chuồn khỏi đây nhanh đi." Người khiêng máy chụp ảnh nhỏ giọng nói, nhìn ánh mắt của những người xung quanh thì đã dọa cho anh ta một trận chết khiếp. Hồng thư cắn răng, nhìn về hướng Đường Tuấn đang đẩy xe. Giống như đã hạ quyết tâm nói, không được, tạp chí y học cổ truyền chính là công sức của cha tôi, tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó đóng cửa. Trước đây cô ta không hiểu vì sao cha cô ta lại khởi nghiệp làm tạp chí về y học cổ truyền, nhưng bây giờ khi nhìn Đường Tuấn, bỗng dưng cô ta đã hiểu một chút, ở các thế hệ trước thì tiền tài và danh lợi chính là một số yêu cầu quan trọng. Đây là một phòng họp riêng biệt ở trong tập đoàn Vạn Phúc, có quy định rất cao bình thường thì phòng này tề thiên thông chỉ dùng cho việc hợp tác và làm ăn với các đối tác người bản xứ khi biết được lâm trung hiệp cần một chỗ yên tĩnh cùng đường tuấn nói chuyện đại sự tề thiên thông cho người lập tức đến dọn dẹp chỗ này biết vì sao tôi muốn nâng cậu lên không lâm trung hiệp rót cho mình một chén trà nhìn đường tuấn hỏi đường tuấn lắc đầu trong lòng anh cũng không thể giải thích được có phải là những lời nói hùng hồn mạnh mẽ khi nãy sao nhưng với thân phận trong giới y học và hơn 10 năm kinh nghiệm của Lâm Trung Hiệp, không thể nào bị thuyết phục dễ dàng như vậy, điều này Đường Tuấn biết rõ. Đường Tuấn, ha ha, ông nội của cậu đặt cho cậu một cái tên rất hay nha." Lâm Trung Hiệp cười ha hả nói. Cả người Đường Tuấn đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt trở nên sắc bén nói, "Lời ông Lâm đây là có ý gì?" Lâm Trung Hiệp lười biếng nghiến cữ ngồi, ông ta khoát tay nói, "Không cần gấp." nếu như tôi muốn phơi thân phận thật của cậu ra thì đã sớm làm rồi, chẳng chờ tới tận bây giờ đâu, ông nội đường hảo của cậu cũng coi như là lão bạn tốt của ta, tuy rằng hai người chúng ta quan điểm bất đồng, nhưng tay nghề của ông ta tôi cũng phải công nhận. Đường Tuấn trầm mặt, không nói. Lâm Trung Hiệp cười nói, thế nào, con cháu nhà họ đường, tới ông nội của mình cũng không dám nhận à. Lúc này Đường Tuấn mới lên tiếng nói, ông Lâm làm sao nhận ra tôi. Bởi vì lo lắng bị Lâm Trung Hiệp nhìn ra, ngày hôm nay anh đã cố ý không sử dụng trận pháp tứ tượng của nhà họ đường, nhưng không ngờ vẫn bị Lâm Trung Hiệp nhận ra. Lâm Trung Hiệp chỉ vào tay đường Tuấn nói, tuy rằng cậu cố ý không dùng trận pháp tứ tượng, nhưng những động tác rất nhỏ về châm cứu, người khác có thể không nhìn ra. Nhưng với người như tôi đã cùng đường hạo đấu tay đôi không dưới 10 lần, đã sớm nhận ra y thuật của ông ta, tôi đã nhận ra cậu khi cậu châm cho Lê Trí Hùng mũi đầu tiên. Chỉ là không nghĩ ra, Lão già Đường Hạo kia đã nuôi nấng ra một đứa cháu tuyệt vời như vậy, thật đúng là có phúc. Đường Tuấn của nhà họ Đường ra mắt ông Lâm, Đường Tuấn nghiêm túc đứng dậy, hướng về Lâm Trung Hiệp hành lễ lớn. Lâm Trung Hiệp vội vàng đỡ Đường Tuấn dậy nói, "Không cần đâu, đã rất nhiều năm tôi và ông nội cậu so tài tay nghề trong y học cổ truyền, cũng coi như là bạn cũ, cháu của ông ta làm sao tôi không thể chăm sóc một chút." Trên mặt ông ta lộ vẻ đau khổ nói, "Chuyện của nhà họ Đường tôi cũng đã nghe qua." không nghĩ rằng khí cảnh y thuật của ông nội cậu cũng không thể ngăn cơn sóng dữ này, đúng thật ngoài dự tính của tôi. Đường Tuấn nghe đến đây, cao giọng nói, ông Lâm, ông vừa mới nói cái gì cơ? Y thuật của ông nội tôi đã đạt được khí cảnh. Lâm Trung Hiệp cao mày nói, tất nhiên, nếu như ngay tới khí cảnh cũng không thể đạt tới, ông nội cậu làm sao xứng với hai chữ thần y. Vào 10 năm trước thì y thuật của ông nội cậu đã ở vào khí cảnh, lẽ nào ông ta không nói cho cậu biết? Đường Tuấn lắc đầu, Lâm Trung Hiệp cũng không cần phải lừa anh, nhưng chỉ là anh không hiểu vì sao ông nội lại giấu anh nhiều việc tới như vậy. Nhìn vẻ mặt đường Tuấn, Lâm Trung Hiệp thở dài nói, thì ra ông nội cậu không muốn cậu bị cuốn theo cái chuyên rắc rối này, cho nên mới giấu cậu rất nhiều chuyện. Chỉ sợ rằng ông ta không nghĩ tới vòng xoáy trận này mạnh tới vậy, ngay cả ông ta cũng không may mắn thoát khỏi đó. Đường Tuấn nói, ông Lâm, ông nội tôi rốt cuộc đã giấu tôi chuyện gì? Ông có thể nói cho tôi biết không? Vì sao nhà họ Đường lại gặp phải đại nạn này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Trung Hiệp vỗ vai Đường Tuấn nói, "Trước hết cậu nên bình tĩnh lại, chuyện tôi biết tôi sẽ đều kể cho cậu nghe. Tôi nghĩ rằng ông nội cậu lúc đó không muốn cho cậu biết, chỉ là không muốn cậu đối mặt với chuyện này quá sớm. Nhưng bây giờ tay nghề y thuật của cậu cũng không thua kém gì ông ta, đã có đủ tư cách biết chuyện này." Chương 314: Cảm ơn ông nội Lâm. Chính xác đó là lần cuối cùng ông ấy tìm tới ông tỷ thí để nghiên cứu bàn bạc về y thuật. hai người chúng tôi đều có tu vi y thuật khí cảnh, không ai thắng được đối phương chớ nói chi là tâm phục khẩu phục. nhưng lần kia ông nội cậu hình như biết mình gặp chuyện, trong giọng nói cũng hiện lên vẻ bi thương, còn nói nếu như tiếp tục nữa thì tất cả y học cổ truyền sẽ diệt vong biến mất trong sử sách. lúc ấy ông muốn hỏi tiếp nữa nhưng hình như ông ấy sợ liên lụy tới ông, ông ấy không có nói rõ cái gì với ông cả. sau đó không bao lâu ông lại nghe được tin tức ông ấy đã mất. Lâm Trung Hiệp từ tốn nói, bên trong giọng nói lộ ra vẻ tưởng nhớ nặng nề, ông ta đã quen biết đường hạo nhiều năm, tỉ thí cũng nhiều năm, có thể nói là đã từ đối thủ trở thành bạn bè chi kỹ nhất. Sau này, ông đoán là ông nội cậu chắc biết có người muốn âm thầm đối phó với y học cổ truyền, mà thế lực kia lại rất mạnh mẽ cho nên ông ấy mới làm như vậy. Ông, Hoa Đình Phong, đường hạo còn có vương trọng khang vốn cùng một thế hệ, trên phương diện y thuật còn đạt tới trình độ cực cao. Tuy không có quen thân nhưng đều cùng chung chí hướng, không ngờ tới Hoa Đình Phong và ông nội cậu lại lần lượt ra đi, thực sự khiến ông phải bóp cổ tay thở dài. Vậy ông nội cháu có từng nhắc qua với ông, rốt cuộc là ai muốn diệt vọng y học cổ truyền không? Chờ sau khi Lâm Trung Hiệp nói xong, Đường Tuấn mới hỏi. Trải qua sự nhắc nhở của Lâm Trung Hiệp anh mới nhớ tới trước khi qua đời, ông nội anh đúng là thường xuyên ra ngoài, có đôi khi đi một lần là 3, 4 tháng khi đó anh còn tưởng ông nội ra ngoài xem bệnh cho người ta lâm trung hiệp lắc đầu nói ông cũng không biết lúc còn sống đường hạo từng muốn kéo bốn người chúng tôi lên một mặt trận tuy nhiên sau lưng bốn người chúng tôi hoặc là có gia tộc của mình hoặc là người thích tự do như ông cho nên ý nghĩ của ông ấy cuối cùng lại thất bại hình như ông ấy sợ liên lụy tới chúng tôi cho nên cũng không có nói nhiều đường tuấn lộ ra vẻ mặt thất vọng dù ông nội cháu đã qua đời nhưng cậu vẫn còn sống, cậu phải gánh chịu nguyện vọng của ông ấy, đưa y học cổ truyền càng ngày càng rạng rỡ hơn nữa. Quỷ y vỗ bả vai đường Tuấn, nặng nề nói, đây mới là báo đáp lớn nhất với ông ấy. Mấy năm này, tôi đi qua nhiều nơi trong nước, cũng hiểu rõ ít nhiều về ông nội cậu sau lúc ấy khi nói về hiện trạng của nền y học cổ truyền. Đời của chúng tôi đã không có hy vọng, chỉ có thể ký thác vào trên người những người trẻ các cậu. Nhưng lại không có ai nguyện đứng ra vì nên y học cổ truyền này, mà như vậy thì nền y học cổ truyền này sẽ nhanh chóng biến mất. Đường Tuấn trịnh trọng gật nhẹ đầu. "Cảm ơn ông Nội Lâm." Đường Tuấn nói. Quỷ y cười hiền lành, nói, "Không có gì, năm đó ông không có đồng ý với thỉnh cầu của ông nội cậu, đến bây giờ ông vẫn luôn hối hận. Sau này, cậu có gặp khó khăn gì, cứ việc tới tìm ông." Nói tới hỗ trợ, lúc này, Đường Tuấn mới nhớ tới Hoa Tiểu Nam, anh chỉ vào Hoa Tiểu Nam đang ngồi trên xe lăn rồi hỏi: Ông nội Lâm, ông có thể hỗ trợ xem giúp bệnh cho cô ấy được không? Lúc này Lâm Trung Hiệp mới nhìn về phía Hoa Tiểu Nam, chỉ liếc mắt một cái ông ta đã phải nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc xem mạch cho Hoa Tiểu Nam. Ông ấy nói lại với Đường Tuấn, độc của người mèo à. Đường Tuấn gật đầu, nói, đúng vậy, độc đã thấm vào xương tủy, không có cách nào cưỡng ép trục xuất ra. Lâm Trung Hiệp lắc đầu nói, vậy ông cũng không còn cách nào nữa rồi, độc của cô bé này đã thấm vào trong xương tủy rồi nếu như ông không nhìn lầm, chỉ sợ cô ta cũng chỉ còn nửa năm sống sót, trừ phi là có cao thủ y thuật nhập thần cảnh chi thiển bản lĩnh siêu phàm ra để dùng chân khí dẹp sạch tủy cho cô ấy, đẩy toàn bộ độc tố trong xương tủy ra ngoài. Nếu không cô ta khó thoát khỏi cái chết, chương 315, Dược Y Cốc, Phái Thần Trâm. Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng cũng không có bao nhiêu thất vọng, cũng đã sớm dự liệu được kết quả này. Dù sao Lâm Trung Hiệp cũng chỉ là cao thủ y thuật khí cảnh, Vậy ông nội lâm có từng nghe qua loại dược liệu có tên là cây hoa đá hay không? Đường Tuấn hỏi tiếp. Lâm Trung Hiệp nhìn chằm chằm đường Tuấn, nói cậu định dùng cây hoa đá để giải độc sao? Đường Tuấn nói, ừm. Lâm Trung Hiệp thở dài, nói ông khuyên cháu đừng lãng phí tâm tư, độc của cô ta quá nghiêm trọng. Cho dù có cây hoa đá thì cũng không nhất định sẽ trừ hoàn toàn độc trong cơ thể cô ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chậm trễ thời gian độc phát tác của cô ta mà thôi. Đường Tuấn nói, cháu biết, nhưng so với việc tìm nhập thần cảnh thì cây hoa đá càng thực tế hơn. Trong vòng nửa năm ở nhập thần vào con đường y thuật, chuyện này được đặt trong mấy nghìn năm lịch sử của ngành y học cổ truyền cũng đều chưa từng có. Đường Tuấn cũng không cho rằng mình có thể đạt tới được. Lâm Trung Hiệp thấy giọng điệu kiên quyết của Đường Tuấn như vậy đã biết không nguyên nổi, đành phải nói lại, cây hoa đá cũng không phải loại thuốc bình thường, ngay cả ông cũng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thực sự thấy được. Nếu như trên đời này thật sự có loại thuốc này, vậy cũng chỉ có hai nơi có thể có mà thôi. Nơi nào? Đường Tuấn vội vàng hỏi. Dược Y Cốc và phái Thần Châm, Lâm Trung Hiệp từ tốn nói ra vài chữ. Dược Y Cốc, phái Thần Châm, Đường Tuấn nhíu mày, cho dù anh xuất thân từ thế gia Đông y, nhưng cũng chưa từng nghe nói tới hai cái tên này. Lâm Trung Hiệp nói, cậu chưa từng nghe qua là chuyện rất bình thường. Dược Y Cốc và phái Thần Châm là thế gia Đông y xưa của nước Việt Nam nghe nói lịch sử kế thừa của bọn họ đã có hơn nghìn năm. Vào mấy trăm năm trước, bọn họ đã không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa, nhưng mỗi một lứa học trò đi ra từ nơi đó đều là thần y tài giỏi. Những chuyện này ông cũng chỉ nghe thầy của ông nhắc tới. Ông bất ngờ nhìn đường Tuấn, nói, năm đó, trước khi ông cậu từ biệt ông, ông ấy đã từng nói muốn đi tìm dược y cốc và phái thần châm, chỉ là ngay cả ông cũng không biết hai thế gia y học cổ này ở đâu cả, về phần ông nội của cậu rốt cuộc có tìm được hay không thì ông cũng không biết. Nếu như trên đời này thật sự có loại dược liệu là cây hoa đá này, vậy chỉ có hai nhà bọn họ là có thể có thôi. Trong lòng Đường Tuấn hơi động, không ngờ tới lại có liên quan tới ông nội của anh. Dược y cốc, phái thần châm, cháu nhớ rõ rồi." Đường Tuấn nói. Lâm Trung hiệp trịnh trọng nói, "Nếu như cậu thật sự liên hệ được với hai nhà kia, cháu nhất định phải cẩn thận. Bọn họ không chỉ được truyền dạy y thuật Đông y xưa, hơn nữa, mỗi người đều tụ lại đều là cao thủ võ thuật Việt Nam. Năm đó, thầy của ông từng tỉ thí y thuật với một vị trưởng lão dược y cốc, vị trưởng lão kia thua nhưng đánh sư phụ ông một trường, cuối cùng sư phụ ông bị thương nặng không chữa khỏi rồi chết. Lâm Trung Hiệp nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, hiển nhiên vẫn vô cùng để ý chuyện năm xưa. Nhìn thấy đường Tuấn không biểu hiện cái gì, Lâm Trung Hiệp cười lạnh nói, bọn họ truyền thừa gần nghìn năm, chỉ sợ đã sớm quên mất sứ mệnh của bản thân. Trong lòng đường Tuấn thầm than một tiếng, đối với tác phong của hai thế gia y thuật này cũng coi như đã hiểu rõ. Nếu như bọn họ thật sự có lòng muốn cứu vớt nền y học cổ truyền cũng sẽ không đợi tới bây giờ mà còn chưa nhập thế. Audio điện tử võ tấn bền. chương 316, bác sĩ đường, anh vẫn còn ở đây à? Đường Tuấn trò chuyện một chút về các vấn đề y thuật với Lâm Trung Hiệp, sau đó anh đứng dậy từ biệt khi anh đi ra khỏi tòa nhà vạn phúc chỉ liếc mắt đã nhìn thấy ninh đình trung mà lúc này ở bên cạnh ninh đình trung một cô gái nhỏ tên là hồng mai cùng đồng nghiệp ôm máy quay phim đang đứng chờ đường tuấn đi tới hơi nhíu lông mày nói các người tới làm cái gì hồng mai và người to con vác máy quay phim cùng liếc nhau sau đó cung kính nói với đường tuấn bác sĩ đường tôi còn có việc cần cầu xin hy vọng anh có thể cứu giúp báo y học cổ truyền của tôi anh là bác sĩ đông y chúng tôi hy vọng có thể xử lý việc chuyên về nền y học cổ truyền, cùng hỗ trợ lẫn nhau cũng như cùng có lợi. Ồ, Đường Tuấn hài hước nói, bây giờ nói cùng xử lý cùng ngành nghề y học cổ truyền là thế nào vậy? Trước đó không phải nói làm xong năm nay sẽ đổi sang một lĩnh vực khác hay sao? Các người trước sau mâu thuẫn như vậy, không cảm thấy quá buồn cười hay sao? Ninh Đình Trung thấy bầu không khí hơi gượng gạo, bèn vội vàng hòa giải, Đường Tuấn, để tôi giới thiệu với cậu, vị này là nhà báo y học cổ truyền ở thành phố Vinh Lưu Hồng Mai, cô ấy sẽ phụ trách quay phim cho Kiều Thanh. Anh ta thở dài một hơi, nói thật ra công việc này cũng không phải do bọn họ phụ trách hoàn toàn. Mới đầu việc này là do bố của cô Lưu, nhà báo y học cổ truyền Lưu Thiên Phong đảm nhận, ông Lưu Thiên Phong còn bảo rằng sẽ mở một cuộc họp báo, muốn đại diện cho ngành y học cổ truyền tuyên truyền rộng rãi cho mọi người biết đến. Cũng là do mấy năm nào danh tiếng ngành y học cổ truyền xa suốt, không chỉ gặp tai họa liên tiếp mà chỉ cần dính đến ngành y học cổ truyền thôi cũng coi như toang sự nghiệp. Tôi từng nghe bố tôi kể tờ báo y học cổ truyền 2 năm qua chỉ có một mình Lưu Thiên Phong chống đỡ, cũng chính vì chuyện này mà vợ của ông ấy còn làm ẩm ý đòi ly hôn với ông ấy cơ. Đường Tuấn nghe xong thì hơi mùi lòng, xem ra ông Lưu Thiên Phong này là một người tâm huyết với công việc, cũng chỉ vì tâm huyết với ngành y học cổ truyền mà vất vả như vậy, đáng tiếc là ông ta cả năng lực và tài tực đều thiếu cả. Bác sĩ Đường, coi như tôi van nài anh, tờ báo y học cổ truyền là tâm huyết cả đời của bố tôi, những gì mà tôi nói ở hội trường lúc đó đều là nói sằng nói cuội đấy. Nếu tôi bảo bố tôi từ bỏ tờ báo y học cổ truyền, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý đâu. Bây giờ chỉ có anh mới có thể cứu được bố tôi, cứu được tòa soạn báo y học cổ truyền thôi. Lưu Hồng Mai khóc đỏ cả mắt, cuống quýt van xin. Đường Tuấn trầm ngâm một lát, nói, vậy thì để tôi gặp bố cô trước đã lưu hồng mai thấy tình hình khả quan hơn mặt mũi dạng dỡ vui mừng hẳn nói cảm ơn bác sĩ đường tôi sẽ gọi điện cho bố tôi ngay đây nói đoạn cô ta nháy mắt với kiều thanh sau đó lật đật chạy đến góc phòng gọi điện cho bố bác sĩ đường anh vẫn còn ở đây à lúc này có giọng nói của ai đó vang lên ở đằng sau quay lại nhìn thì thấy đó chính là ông trùm ẩm thực ở thành phố vinh lê trí hùng vừa nãy ở trong hội trường ông ta chính là bệnh nhân điều trị đầu tiên của đường tuấn sắc mặt của Lê Trí Hùng hồng hào dạng dỡ, trông ông ta rất vui vẻ phấn khởi. Ông ta bước hai ba bước đến trước mặt đường Tuấn, nói, bác sĩ đường, vừa nãy ở hội trường thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, mà lúc đó cậu lại bận quá, tôi cũng chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu. chương 317, vậy thì bây giờ bố cô có rảnh không? Lê Trí Hùng nghiêm túc nói, bác sĩ đường, đây là thẻ hội viên cao cấp của công ty chúng tôi. Chỉ cần cậu giữ tấm thẻ hội viên này, bất kể là khách sạn hay nhà hàng nào đứng tên tôi cậu đều có thể xài thoải mái mà không mất đồng nào, cũng không cần phải đặt hẹn trước. Tất cả đều miễn phí. Đường Tuấn cười khẽ, trả lời, ông đưa cho tôi tấm thẻ này không sợ tôi xài sạt nghiệp ông sao? Lê Trí Hùng nói, bác sĩ Đường cứ nói đùa, nếu bác sĩ Đường đến nhà hàng tôi ăn thì đó là vinh dự của tôi ấy chứ. Bác sĩ Đường, cậu nhận chứ? Đường Tuấn do dự một lát, sau đó vẫn nhận lấy tấm thẻ anh tìm giấy bút kê đơn thuốc, sau đó đưa cho Lê Trí Hùng, nói, bao giờ về nhà ông cầm toa thuốc này bốc thuốc và sắc thuốc theo chỉ định nhé, nội trong vòng một tuần uống thì sức khỏe của ông sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Lê Trí Hùng nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, vội vã nhận đơn thuốc trên tay đường Tuấn, cẩn thận cất đi. Cảm ơn bác sĩ đường, vậy nếu cậu có chuyện gì gấp cứ gọi vào số trên thẻ điện thoại cho tôi nhé. Bấy giờ Lê Trí Hùng đang sốt ruột muốn về nhà lắm rồi, cho nên ông muốn tạm biệt anh. Chờ Lê Trí Hùng đi rồi, Ninh Đình Trung mới thì thầm nói với Đường Tuấn, này cậu em, cậu kê đơn thuốc đó thật à? Đường Tuấn không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa, cười mắng, thanh niên trai tráng không cần phải uống thứ thuốc đó đâu. Đợi đến khi nào anh và Âu Dương Hồng Phượng kết hôn em sẽ tặng cho anh một món quà lớn. Ninh Đình Trung cười ha hả, Đường Tuấn đã nói là quà lớn rồi thì át hẳn nó không tầm thường chút nào, vậy thì tôi với cậu chốt nhé. Lúc này, Vừa hay Lưu Hồng Mai nói chuyện xong quay lại. Thế nào rồi?" Đường Tuấn hỏi. Biểu cảm của Lưu Tử Hồng hơi lúng túng, nói: "Bây giờ bố tôi đang ở công ty, chỉ là." Cô ta hơi xấu hổ nhìn Đường Tuấn, không biết phải nói thế nào nữa. "Cô cứ nói đi." Đường Tuấn nói. Lưu Hồng Mai đáp: "Tôi đã nói sơ lược tình hình với bố tôi rồi, nhưng mà bố tôi lại tưởng tôi đang nói đùa, cho nên không tin anh." Dường như sợ Đường Tuấn hiểu lầm, cô ta cuống quyết giải thích bác sĩ đường bố tôi chưa từng thấy năng lực y học của anh cho nên mới hiểu lầm như vậy anh chờ tôi giải thích cho ông ấy hiểu nhé hai năm qua không biết có bao nhiêu tay lang băm giả làm bác sĩ y học cổ truyền đến gặp bố tôi bố tôi cũng sợ mình bị lừa cho nên mới hành xử như vậy đường tuấn tỏ vẻ đã hiểu đúng là thời buổi bây giờ nhiều tên giả mạo làm bác sĩ y học cổ truyền thuật mấy bữa trước còn có một bà già quảng cáo chữa được bệnh trên mạng với tv không biết lấy bao nhiêu cái danh giả đi quảng cáo rồi lúc thì bảo mình là chuyên gia trị xương khớp lúc thì nhà tôi ba đời làm giáo sư nghiên cứu tăng xương khớp quảng cáo hết lần này đến lần khác khiến bao nhiêu người bị lừa gạt vậy thì bây giờ bố cô có rảnh không đường tuấn hỏi lưu hồng mai gật đầu nói tuy rằng bố tôi không tin nhưng tôi đã khuyên ông ấy rồi ông bảo vẫn muốn thử gặp anh một lần lưu hồng mai nói xong câu này thì cả người run lên bần bật cô ta sợ câu này chọc đường tuấn giận Đường Tuấn nói, vậy cô nói cho tôi biết địa chỉ của ông ấy đi. Đợi lát nữa tôi qua đó ngay. Ninh Đình Trung lái xe đưa đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam về biệt thự số một công viên xanh. Ninh Đình Trung chiều nay còn có hẹn với Âu Dương Hồng Phượng nên để cho đường Nhiêu lái xe đến tòa soạn báo y học cổ truyền. mười 318, bố, đây chính là bác sĩ đường mà con kể với bố đấy. Tòa soạn báo y học cổ truyền nằm trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Đây là một khu vực tương đối hẻo lánh, chỉ có một vài công ty nhỏ làm việc ở đây, có vẻ như hai năm vừa rồi việc kinh doanh của tòa soạn báo y học cổ truyền này không được suôn sẻ cho lắm. Đường Tuấn nói với một cô lễ tân mục đích mình tới đây, sau đó anh được đưa đến một phòng trả đợi. Đợi một lúc thì Lưu Hồng Mai và một người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào. Người đàn ông trung niên đó có vóc dáng rong ròng, đeo kính mắt, khí chất nho nhã, vừa nhìn là biết ông là người trí thức đọc đủ mọi kinh thư tứ sách trên đời. Bác sĩ Đường, đây là bố của tôi lưu thiên phong lưu hồng mai cũng giới thiệu với bố bố đây chính là bác sĩ đường mà con kể với bố đấy chào cậu lưu thiên phong nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên chào anh đường tuấn khẽ gật đầu cũng chào lại nghe hồng mai nhà tôi kể cậu là bác sĩ y học cổ truyền à cậu còn đánh bại cả tay bác sĩ ác ma lâm trung hiệp của tập đoàn vạn phúc nữa à có phải cậu cảm thấy năng lực y học của cậu rất giỏi đúng không lưu thiên phong hờ hững nói giọng điệu mang theo sự lạnh lùng và châm trọng. Đường Tuấn lắc đầu, đáp ông Lâm không hề thua tôi. Nhưng cứ vin theo lời mà ông nói thì chắc là năng lực y thuật của tôi giỏi thật. Trong ngành y học cổ truyền chỉ cần phun ra câu năng lực y thuật tốt là đã hiểu là giỏi rồi sao? Lưu Thiên Phong nghe vậy thì cũng không nể nang gì nữa, nói thẳng, mới còn trẻ danh mà đã dám nói y thuật của mình giỏi, y học cổ truyền nước ta lưu truyền ngàn năm nay, cao siêu thâm hậu thế nào, ngay cả giáo sư thẩm dũng ở xa thành phố vinh cũng chẳng dám nói thế một tên oát con như cậu có bản lĩnh gì mà nổ vậy hả cha nhưng đường tuấn thực sự đã đánh bại quỷ y rồi hơn nữa còn chữa khỏi bệnh cho lê trí hùng và những người khác trước nhiều người y thuật của anh ấy thực sự đã được công nhận lưu hồng mai nhanh chóng giải thích hai năm qua cha đã bị lừa gạt rất nhiều vậy nên bây giờ trong lòng có chút khúc mắc với những bác sĩ y học cổ truyền giỏi chưa kể đến việc đường tuấn lại trẻ như vậy quả thực khiến người khác khó mà tin được. Hoang đường, Lưu Thiên Phong chừng mắt nhìn con gái mình, nói không biết điều. Cậu ta với hai người gọi là quỷ y đó bắt tay diễn kịch với nhau mà con cũng tin sao. Về phần những người có tiền, chỉ cần giả dạng một chút là có thể lừa được bọn họ rồi. Chẳng lẽ chuyện này xảy ra không ít sao? Cha đã nói với con từ lâu rồi, đến nơi đó chả có tác dụng gì cả, chỉ lãng phí tiền bạc. Vậy mà bây giờ con còn muốn phỏng vấn cậu ta, đưa cậu ta lên trang nhất của tờ báo của chúng ta. Đây chẳng phải là làm đúng theo ý muốn của cậu ta rồi sao, đến lúc đó con dự định bố trí y học cổ truyền ở nơi nào. Ngoặc kép, Lưu Hồng Mai hơi sững người, không biết nên nói gì cả. Để cứu vãn và phát triển y học cổ truyền, vẫn phải dựa vào những thần y nổi tiếng đó. Không lâu nữa cha sẽ đến nói chuyện với giáo sư Thẩm Dũng một lần nữa. Hội thảo về y học cổ truyền sắp bắt đầu rồi, nếu như chúng ta có thể làm tốt, vượt được khó khăn trước mắt thì không còn chuyện gì khó nữa. Cha biết con cũng đang nghĩ cho cha, nhưng chuyện này thực sự không được." Lưu Thiên Phong vỗ vỗ vai con gái an ủi. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói, "Ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu có thể đi rồi đấy. Về chuyện phỏng vấn và lên báo mà con gái tôi đã nói, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, cậu hãy quên đi. Tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh chúng tôi nhất định sẽ không đưa bất kỳ tin tức nào về những kẻ trộm cắp vô danh đâu." Ồ, thật vậy sao? Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. Vậy thì hai năm trước, tờ báo y học cổ truyền của các ông đã đưa tin về một vị bác sĩ y học cổ truyền lớn tuổi, được gọi là người có thể chữa trị bệnh thấp khớp. Nhưng chỉ trong vòng hai ngày, thân phận của vị bác sĩ y học cổ truyền lớn tuổi đó đã bị lật tẩy trước mặt rất nhiều người, hóa ra ông ta chỉ là một kẻ nói dối bên vệ đường mà thôi. Một năm rưỡi trước, tờ báo y học cổ truyền của các ông đưa tin về một vị bác sĩ y học cổ truyền, được gọi là người có thể điều trị bệnh ung thư, thậm chí được lên đến 3 trang báo. Nhưng cuối cùng, một vị chuyên gia trong thành phố đã ra mặt, nói rằng vị bác sĩ y học cổ truyền cũng là một kẻ lừa gạt. Chương 319, sao cậu biết được? Nếu như tờ báo y học cổ truyền của các ông đã không đưa tin về những kẻ trộm cắp vô danh, vậy những bài báo đó là thế nào? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì những tin tức đó do chính tổng biên tập Lưu đã đưa tin đúng không? Đường Tuấn chậm rãi nói nửa tiếng trước anh đã lên mạng tìm về những chuyện này. Lúc tất cả những chuyện này xảy ra đều gây nên những cơn chấn động ở thành phố Vinh. Chính vì những điều này mà việc kinh doanh của tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh mới ngày càng xa sút hiện tại đang đứng trước nguy cơ phá sản. Cậu, sắc mặt của Lưu Thiên Phong trở nên tái nhợt, ông ta thật sự không ngờ rằng những lời nói của Đường Tuấn lại sắc bén như vậy, chỉ cần hai ba câu đã có thể nói ra hết những chuyện khiến hắn không muốn nhớ lại trong quá khứ. Chẳng lẽ những chuyện tôi nói không phải là sự thật sao? Đường Tuấn cười, "Đúng, là sự thật, nhưng vậy thì có sao đâu chứ, cũng nhờ những bài học kinh nghiệm này, vậy nên tôi càng không thể để một tên lừa đảo lên trang bìa của tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh của chúng tôi. Cho dù phá sản cũng không cần phải dựa vào những tên lừa đảo như các cậu." Lưu Thiên Phong nghiến răng nói. "Nói dối sao?" Đường Tuấn lắc đầu nói, "Làm sao ông biết tôi là kẻ nói dối?" Anh nhìn Lưu Thiên Phong, nhẹ nhàng nói, ông bị bệnh trí, trước đây từng làm phẫu thuật, nhưng sau đó lại tái phát. Dạo gần đây giấc ngủ của ông không được ngon, nửa đêm thường xuyên bị đau đầu nên không ngủ được. Thân sắc vừa đỏ vừa xanh, có vẻ như mấy ngày nay ông đã ăn thứ gì đó không tốt, hơn nữa, chắc hẳn ông đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như rụng tóc. Lưu Thiên Phong kinh ngạc, nói thất thanh, sao cậu biết được? Tất cả những triệu chứng mà Đường Tuấn vừa nói đều hoàn toàn đúng với ông ta, khiến ông ta còn tưởng rằng mình bị theo dõi 24 phần 24, nếu không thì làm sao mà Đường Tuấn có thể biết rõ ràng như vậy được chứ? Biết cả việc ông ta bị rụng tóc, chuyện này ngay cả con gái ông ta còn không biết. Đường Tuấn cười nói, chuyện này có gì khó đâu chứ? Chỉ cần xem thần sắc mà thôi, bây giờ ông còn cho rằng tôi là kẻ nói dối nữa không? Lưu Thiên Phong đột nhiên ngẩn người, không biết phải nói gì cả. Người ta chỉ cần nhìn một cái đã biết hết bệnh tình của của ông ta, nếu như là kẻ nói dối thì cũng là một kẻ nói dối có y thuật giỏi lưu thiên phong đứng dậy sau đó cung kính cúi đầu với đường tuấn nói bác sĩ đường vừa rồi tôi đường đột quá cậu đừng trách nhé đường tuấn nói bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc nghiêm túc với nhau rồi đúng không lưu thiên phong ngượng nghịu nở một nụ cười đành phải ngồi xuống lúc này lưu hồng mai mới phản ứng lại được nói bác sĩ đường bệnh tình của cha tôi thực sự nghiêm trọng vậy sao trong lòng cô ấy cảm thấy rất áy náy, hôm nay nếu như không phải Đường Tuấn nói ra những lời này, cô ấy không biết sức khỏe của cha mình lại kém đến vậy. Đường Tuấn giải thích, cũng không hẳn là nghiêm trọng, chỉ là dạo gần đây áp lực công việc của cha cô tương đối cao, cộng với tuổi tác cao nên rất nhiều bệnh tật sẽ cùng nhau xuất hiện. Chỉ cần có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, bồi dưỡng sức khỏe cho thật tốt là được. Ngoặc kép, cha, hai mắt của Lưu Hồng Mai đỏ hoe, trong giọng nói có ý cầu xin. Lưu Thiên Phong xua tay, giả vờ thoải mái nói, không sao đâu, ai lớn tuổi cũng như vậy cả đúng không? Hơn nữa lúc này là thời điểm quan trọng nhất đối với tờ báo y học cổ truyền của chúng ta. Sao cha có thể nghỉ ngơi ngay lúc này được chứ? chương 320, ông chủ, chuyện là, bà chủ lại đến rồi. Bác sĩ Đường, Lưu Hồng Mai chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, nếu đã như vậy thì lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc phụ, cô trở về nhớ cho cha mình uống đúng giờ, Tạm thời cũng có thể điều dưỡng lại sức khỏe của ông ấy. Cảm ơn anh, Lưu Hồng Mai nghẹn ngào nói. Lưu Thiên Phong gật đầu cảm ơn với Đường Tuấn, sau đó nói, "Bác sĩ Đường, cậu thật sự tình nguyện chấp nhận phỏng vấn của tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh của chúng tôi sao?" Đường Tuấn nói, "Tôi có thể nhận lời phỏng vấn với tờ báo của các ông, nhưng không phải bây giờ." Hai cha con họ khó hiểu nhìn nhau, Đường Tuấn nói tiếp, "Bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất." Lần này tôi và Lâm lão thảo luận về y thuật, mặc dù có thể thay đổi ấn tượng của những người giàu và quyền quý của thành phố Vinh đối với y học cổ truyền, nhưng suy cho cùng thì tầm ảnh hưởng của nó cũng có hạn, phần lớn mọi người đều xem y học cổ truyền như con mãnh thú giữa dòng nước lũ. Tôi nghĩ nếu như rời bài phỏng vấn đến sau hội thảo về y học cổ truyền thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Hội thảo về y học cổ truyền sao? Lưu Thiên Phong cau mày lại, nói, không lẽ bác sĩ Đường sắp tham gia sao? Đường Tuấn gật đầu anh nhận được sự ra đó của Thẩm Dũng, phải đến đó để điều hành. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có các phương tiện truyền thông khác đến đưa tin. Nếu như tờ báo y học cổ truyền thành phố Vinh có thể cùng đưa tin về sự kiện này, đối với y học cổ truyền hay đối với tòa soạn báo của các ông mà nói, đều là chuyện tốt cả. Đường Tuấn nói. Lưu Thiên Phong nghe vậy, thở dài một hơi rồi cười khổ, "Bác sĩ Đường, tôi cũng biết những gì cậu đang nói là đúng. Nhưng vấn đề là tòa soạn báo của chúng tôi hoàn toàn không được mời đến đó." Chúng tôi thậm chí sẽ không thể vào được cổng của buổi hội thảo." Đường Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, "Lúc về tôi sẽ nói một tiếng với ông Thẩm, ông ấy chắc chắn sẽ có cách." Lưu Thiên Phong cảm kích, nói, "Vậy thì cảm ơn bác sĩ Đường rất nhiều." Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động lớn, "Gọi tên Khốn Lưu Thiên Phong đó ra đây cho tôi." Khi Lưu Thiên Phong và Lưu Hồng Mai nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt của họ đột nhiên thay đổi. Cửa kính của phòng trà bị đẩy ra, một nhân viên của tòa soạn báo thở dốc nói: "Ông chủ, chuyện là bà chủ lại đến rồi." Sắc mặt của Lưu Thiên Phong trầm xuống như nước, nói: "Tôi biết rồi." "Bác sĩ Đường, làm phiền cậu ở đây đợi một lát, tôi ra ngoài giải quyết chút việc." Vẻ mặt của Lưu Thiên Phong không được tốt lắm, ông ta nói xong thì đi ra ngoài cùng với nhân viên của tòa soạn báo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 321 chưa nói hết câu cô ta đã đẩy cửa đi ra ngoài rồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong quán trà nhỏ yên tĩnh trở lại. Đột nhiên tiếng ồn ào của một người phụ nữ đanh đá ở bên ngoài xuyên qua khe cửa kính truyền vào tai hai người. "Lưu Thiên Phong, tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không chịu ký vào đơn ly hôn thì đừng trách tôi không nể mặt. Coi như tình nghĩa vợ chồng nhiều năm của chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi." "Trần Vân Anh, bà còn có mặt mũi nói chuyện tình nghĩa vợ chồng với tôi à?" Trong khi tôi đang bận rộn với công việc của tòa soạn thì bà lại dám đi tìm người đàn ông khác. Sau khi bị tôi phát hiện ra thì quay lại cắn ngược tôi phải không? Hừ, bà đây ngủ cùng người đàn ông nào khác thì liên quan gì đến ông? Ngoài chuyện của tòa soạn này ra thì ông còn bận bịu chuyện gì chứ? Tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không ký đơn ly hôn thì tôi sẽ không đi đâu. Để xem tòa soạn này của ông còn làm việc tiếp như thế nào được nữa. Bốp tiếng đồ đạc bị đập xuống đất vang lên. Trần Vân Anh, bà đừng mơ tưởng nữa, tôi có thể đồng ý ly hôn, nhưng bà đừng ảo tưởng đòi bán tòa soạn của tôi. Ha ha, không bán tòa soạn này cũng được, chỉ cần ông đưa tôi 15 tỷ, tôi sẽ đi ngay lập tức, tôi thể sẽ không bao giờ dây dưa với ông nữa, được chưa? Nhưng tiếc là ông lại nghèo khó như vậy, chắc là tôi cũng chẳng lấy nổi tiền từ ông được đâu nhỉ. Lúc trước vì để thành lập tòa soạn này, ngay cả của hồi môn tôi cũng bán đi cho ông bây giờ chẳng qua tôi chỉ đến đòi lại những thứ vốn thuộc về tôi mà thôi đường tuấn nghe tiếng cãi vã bên ngoài không khỏi liếc nhìn lưu hồng mai người phụ nữ này thoạt nhìn rất dịu dàng tại sao lại có một người mẹ đanh đá như vậy nhỉ sắc mặt lưu hồng mai đỏ bừng xem ra cũng bị tức giận lây cô ta nói với đường tuấn bác sĩ đường anh ở đây chờ tôi một lát tôi đi ra ngoài xem thế nào chưa nói hết câu cô ta đã đẩy cửa đi ra ngoài rồi đường tuấn hơi do dự cuối cùng vẫn theo sau Lưu Hồng Mai đi ra ngoài. Bên ngoài phòng trà chính là nơi làm việc của nhân viên tòa soạn báo y học cổ truyền thành phố Vinh, phòng làm việc vốn dĩ ban đầu có chút lộn xộn, lúc này lại càng bừa bộn hơn. Một đống giấy tờ và tài liệu bị ném đầy đất, lúc này nhân viên của tòa soạn đều đang đứng trong góc, không ai dám bước ra đi thu dọn. Người phụ nữ này cao khoảng 1m6, nhưng cân nặng tuyệt đối vượt quá 80 cân, bà ta đang đứng chống nạnh, không ngừng mắng mỏ Lưu Thiên Phong. Gương mặt mập mạp của bà ta trang điểm rất đậm, nhìn thoáng qua có hơi dầu mỡ, dưới ánh đèn văn phòng lại càng ánh dầu bóng loáng khiến cho người nhìn cảm thấy buồn nôn. Người phụ nữ này chính là vợ của Lưu Thiên Phong, mẹ của Lưu Hồng Mai, tên là Trần Vân Anh. Mà phía sau Trần Vân Anh là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người cân xứng khỏe mạnh, khuôn mặt trắng nõn. Trần Vân Anh, bà có biết xấu hổ không? Mấy năm nay cha tôi không ít lần đưa tiền cho bà vậy mà bà còn dám mang theo người đàn ông khác đến đây đòi tiền à lưu hồng mai vừa đi ra lập tức thở hổn hển mắng trần vân anh trần vân anh còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đứng phía sau bà ta đã đứng lên đôi mắt quét qua dáng người yểu điệu của lưu hồng mai trong mắt chợt lóe lên vẻ thèm khát rồi biến mất anh ta thản nhiên cười nói hồng mai sao em có thể chỉ mặt gọi tên mẹ mình như vậy nói thế nào đi nữa thì bà ấy cũng là mẹ ruột của em mà Chương 322, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Uông Thành Vinh, nơi này từ khi nào lại có phần của anh nói chuyện? Biến đi, Lưu Hồng Mai nhìn thấy người đàn ông này thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét, quát mắng đuổi anh ta đi. Uông Thành Vinh lạnh lùng cười, nói, ha ha, con nhóc này không có ai dạy dỗ, ba mẹ em không biết giáo dục con mình vậy để cho tôi thay họ dạy dỗ em. Anh ta đột nhiên bước lên trước một bước, bàn tay giơ lên chuẩn bị tát vào má Lưu Hồng Mai lưu hồng mai cách uông thành vinh chưa đến một mét hơn nữa uông thành vinh xuất thân là huấn luyện viên thể hình nên thân thủ không tệ anh ta đột nhiên ra tay nên trong lúc nhất thời không ai phản ứng kịp lưu hồng mai sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch theo phản xạ nhắm mắt lại nhưng một cái tát kia lại không thấy hạ xuống trên má mình lưu hồng mai dần mở mắt ra chỉ thấy không biết từ lúc nào đường tuấn đã xuất hiện trước người cô một bàn tay vừa vặn giữ chặt cổ tay uông thành vinh tên nhóc này anh là ai vậy Uông Thành Vinh ra tay không thành công, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. "Đường Tuấn." Đường Tuấn thản nhiên nói. "Đường Tuấn?" Uông Thành Vinh cau mày suy nghĩ một lúc, thật sự không nghĩ ra cái tên này có quen thuộc hay không. Anh ta đoán trong lòng chắc là nhân viên của tòa soạn báo y học cổ truyền này, anh ta lấy lại tự tin lạnh lùng nói, "Tôi không quan tâm anh tên gì. Thả tôi ra." Đường Tuấn trêu chọc nói, vừa rồi ngay cả phụ nữ mà anh cũng muốn đánh, không phải rất có bản lĩnh sao? vậy thì tự mình tránh thoát đi uông thành vinh hừ lạnh cổ tay dùng sức muốn thoát khỏi sự khống chế của đường tuấn chỉ là chút sức lực của anh ta làm sao có thể so sánh với đường tuấn được mẹ kiếp thằng nhóc thối mày muốn chết phải không không tránh được uông thành vinh thẹn quá hóa giận giơ chân lên đạp vào bụng đường tuấn bịch đường tuấn còn không thèm nhìn cũng giơ một chân lên chặn chân của uông thành vinh a à, uông thành vinh lập tức cảm giác được đau đớn lan ra từ chân mình khiến cho sắc mặt anh ta đột nhiên trắng bệch, kêu gào thảm thiết thành tiếng. Lúc này đường Tuấn mới buông cổ tay Uông Thành Vinh ra, nói chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao. Uông Thành Vinh oán hận nhìn đường Tuấn, nhưng lại không nói nên lời. Uông Thành Vinh, anh không sao chứ? Trần Vân Anh nhìn Uông Thành Vinh, vẻ mặt quan tâm hỏi. Uông Thành Vinh cắn răng nói, Trần Vân Anh, tên nhóc này là nhân viên của tòa soạn này sao? Mau chóng sa thải anh ta đi, tôi muốn cho anh ta biết kết cục khi đắc tội với tôi là gì trần vân anh gật đầu chỉ vào đường tuấn dùng giọng điệu ra lệnh nói tôi mặc kẻ cậu là ai bây giờ tôi chính thức thông báo rằng cậu đã bị sa thải mau chóng ra khỏi đây cho tôi đường tuấn khoanh hai tay lại trước ngực nói thật xin lỗi tôi không phải là nhân viên ở đây bà không có tư cách sa thải tôi trần vân anh ngẩn ra chợt chửi bới lưu thiên phong mẹ nó lưu thiên phong ông có ý gì để một người ngoài bắt nạt vợ mình như vậy, ông có còn là đàn ông hay không? Chương 323 ngại quá, bác sĩ Đường, để cậu chê cười rồi. Sắc mặt Lưu Thiên Phong trở nên khó coi. Ha ha, tên mặt trắng này ngược lại đàn ông thật, Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Trần Vân Anh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý thỏa mãn, nói, đương nhiên rồi. Người đàn ông bà đây coi trọng còn có thể kém cỏi được sao? Dù thế nào cũng mạnh hơn Lưu Thiên Phong gấp trăm lần. À, Đường Tuấn cười nói, vậy anh ta có nói cho bà biết anh ta bị bệnh không? Vẻ mặt đắc ý của Trần Vân Anh lập tức cứng đờ, nói ý của cậu là gì? Sắc mặt Uông Thành Vinh trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Đường Tuấn chỉ vào Uông Thành Vinh, nói, bệnh lậu. Hay còn gọi là Giang Mai. Nói bậy, con mẹ nó, anh đang nói lung tung, cẩn thận tôi xé nát miệng anh ra. Uông Thành Vinh nghe vậy, lập tức kinh hãi, giận dữ quát. Đường Tuấn cười nhạt, không để ý tới Uông Thành Vinh, ngược lại còn nói với Trần Vân Anh, gần đây có phải bà cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn ở bụng dưới không, còn bị rối loạn kinh nguyệt nữa. Trần Vân Anh mờ mịt gật đầu. Đường Tuấn nói, vậy tôi khuyên bà nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu không đến lúc đó bệnh tình nghiêm trọng sẽ không chữa trị được đâu. Trần Vân Anh, em đừng nghe anh ta nói lung tung. Anh không bị bệnh, làm sao anh có thể bị bệnh được? Uông Thành Vinh nắm lấy cánh tay Trần Vân Anh, khóc lóc nói. Trần Vân Anh vốn còn chưa tin tưởng lắm, nhưng nhìn bộ dáng của Uông Thành Vinh lúc này, lại nghĩ đến lời Đường Tuấn vừa nói, sắc mặt bà ta đột nhiên trắng bệch. Bà ta vội vàng hất tay Uông Thành Vinh ra, giống như Uông Thành Vinh là một món rác rưởi đáng ghê tởm vậy. Mẹ kiếp, tránh xa tôi ra một chút, Trần Vân Anh chán ghét đá vào bụng Uông Thành Vinh, khiến anh ta cuộn mình lại như một con tôm chết. Lưu Thiên Phong, chuyện hôm nay không chỉ đơn giản như vậy đâu để lại một câu tàn nhẫn đe dọa trần vân anh lập tức xoay người thân hình mập mạp nhanh chóng rời đi bà ta phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm được ha ha anh còn muốn ở lại sao đường tuấn nói với uông thành vinh nhóc con nhớ mặt tôi đấy uông thành vinh oán hận nhìn đường tuấn sau đó cắn răng rời đi ích ngại quá bác sĩ đường để cậu chê cười rồi trong phòng làm việc lưu thiên phong hơi xấu hổ nói Đường Tuấn lắc đầu, lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra, nói, ở đây có ít tiền. Chú đừng vội vàng từ chối, chú so với tôi càng hiểu rõ tình trạng hiện giờ của tòa soạn, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến lúc đó không đợi được đến lúc đại hội nghiên cứu y học cổ truyền bắt đầu, tòa soạn của các chú đã đóng cửa rồi. Dùng số tiền này vượt quan cửa ải khó khăn trước mắt rồi nói sau. Chương 324, Hồng Mai, con cảm thấy Đường Tuấn thế nào? Lưu Thiên Phong thở dài, cuối cùng vẫn nhận lấy tờ chi phiếu cảm ơn lưu thiên phong nói chỉ cần các chú thật lòng muốn làm chút gì đó cho y học cổ truyền đã là lời cảm ơn lớn nhất đối với tôi đường tuấn nói sau khi nói chuyện cùng hai cha con lưu thiên phong xong đường tuấn liền rời đi hồng mai con cảm thấy đường tuấn thế nào lưu thiên phong đột nhiên hỏi lưu hồng mai có chút thất thần bị ba hỏi như vậy mặt không khỏi ửng đỏ lên hơi nhăn nhó nói rất tốt ạ à y thuật giỏi, lòng giả cũng rất tốt. Trong đầu cô ta hiện ra một màn đường tuấn ngăn phía trước cô ta nắm lấy cổ tay Uông Thành Vinh, tim đập nhanh hơn mấy phần. Lưu Thiên Phong nghe vậy, cười khổ lắc đầu, đứa con gái này quả là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Có lẽ y học cổ truyền thật sự có thể phát triển ở trong tay nó, chỉ là tuổi của nó có phần còn nhỏ, hơn nữa lại không phải xuất thân thế gia y học cổ truyền, sợ là rất khó để khiến người khác phục tùng. Lưu Thiên Phong thầm nghĩ trong lòng. Rời khỏi tòa soạn y học cổ truyền thành phố Vinh, đúng lúc đường Tuấn rảnh rỗi không có việc gì, nên không lập tức quay về mà tùy ý đi dạo trên đường. Anh đến thành phố Vinh cũng được một đoạn thời gian, vẫn chưa thật sự đi dạo thành phố này. Đã đến cuối tháng 9, nhưng thời tiết phía nam vẫn có chút khô nóng, trên đường cũng không có bao nhiêu người đi lại. Đây là đoạn đường thuộc về nội thành nhưng lại có hơi hẻo lánh, có chút cảm giác nông thôn giữa thành thị. Ven đường bày đủ loại hàng quán nhỏ, có hàng bán hoa quả có sạp báo nho nhỏ. Anh bỗng nhớ đến hơn 2 tháng trước, chính là ở trong một sạp báo nhỏ anh đã quen biết ông lão Lý Quang Minh, sau đó quen biết hai cha con Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai, bước một bước đầu tiên của mình ở thành phố Vinh. Không biết Lý Ngọc Mai thế nào, Đường Tuấn nhớ đến cô gái kiêu ngạo như thiên nga đó. Sau khi tạm biệt ở biệt thự số một công viên xanh, hai người chưa từng gặp lại. Ngay cả tọa đàm dưỡng sinh hôm nay của Lâm Trung Hiệp, người nhà họ Lý đều không tham dự, giống như là sợ gặp phải anh. Đang suy nghĩ, Đường Tuấn đúng lúc đi qua một con ngõ nhỏ. Lúc này, một trận khóc lóc thảm thiết và tiếng ồn ào bỗng nhiên từ trong ngõ nhỏ truyền ra. "Bác sĩ, xin anh khám cho mẹ tôi một chút đi." Giọng nói của một cô gái mang theo cầu xin nức nở từ trong ngõ nhỏ truyền ra. "Đi đi đi, nhanh cút đi, không có tiền còn khám bệnh cái gì." Nhìn sắc mặt mẹ cô tím tái, cũng sống không được mấy ngày nhanh chóng trở về chuẩn bị hậu sự đi, đừng ở chỗ này cản trở việc kinh doanh của tôi." Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên ngay sau giọng của cô gái. "Ô ô ô, tiếng khóc của cô gái." Đường Tuấn nhíu mày, xoay người đi vào ngõ nhỏ, chỉ thấy bên cạnh ngõ nhỏ có một hiệu thuốc, trên hiệu thuốc treo ba chữ lớn, "Hiệu hồi xuân". Xem là là một hiệu thuốc y học cổ truyền, trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo ngoài hiệu thuốc, một cô gái đang đỡ một người phụ nữ ngồi xổm. Cô gái mặc một chân váy màu trắng, chân váy không phải là nhãn hiệu lớn gì, phía trên còn có mấy dấu vết may vá. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô gái. Cô gái có ngũ quan tinh xảo, mũi cao, trên gương mặt còn mang theo nước mắt, tóc buộc đuôi ngựa, cũng tính là người đẹp cấp bậc hoa hậu giảng đường. Mà người phụ nữ trong lòng cô ta lại là mặc một bộ quần áo có chút rách nát, người phụ nữ dường như vừa nôn mửa xong, trên quần áo vẫn còn để lại vết nôn màu vàng. Nhưng cô gái không chút để ý. Ngược lại ôm người phụ nữ càng chặt. Người phụ nữ đã hôn mê bất tỉnh, không biết cái gì. Nhìn thấy Đường Tuấn đi tới, cô gái theo bản năng muốn tránh ra. Lại không nghĩ đến Đường Tuấn sẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, hỏi tôi là bác sĩ, để tôi khám cho mẹ cô một chút. Chương 325, vậy tôi đây sẽ tùy anh xử trí. Hai mắt cô gái đẫm lệ, hơi hoài nghi nhìn Đường Tuấn, nhìn thấy ánh mắt Đường Tuấn trong suốt, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tuấn vươn hai ngón tay đặt trên cổ tay của người phụ nữ, hơn 10 giây sau đã bắt mạch xong, nói là ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn, lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi từ trong hiệu thuốc đi ra, cười khẩy nói, nhóc con. Đừng có không hiểu biết mà giả vờ là hiểu biết, mạch tượng của bà ta như có như không, khí sắc tím tái, đây rõ ràng tà khí nhập thể, không có nửa xu quan hệ nào với ngộ độc thức ăn. Tà khí nhập thể, cô gái nghe thấy câu này sắc mặt lập tức trắng bệch đường tuấn nghe vậy đứng lên nói hay cho một câu tả khí nhập thể anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói vậy anh nói xem thử cái gì gọi là tả khí nhập thể gì đây là loại tả khí nhập thể nào cái này cái này người đàn ông nhất thời ngẩn ra nói cái này tôi làm sao biết trên sách thuốc nói như vậy chỗ nào còn có nhiều cái tạo sao như thế lang băm Đường Tuấn trực tiếp đánh giá người đàn ông. Thằng nhóc thúi mày nói ai là lang băm, người đàn ông quát lên, tỏ ra rất khó chịu. Chỉ biết mặt sau sách thuốc, nhưng ngay cả bệnh lý trong đó là cái gì cũng không rõ, cái này còn không phải là lang băm. Đường Tuấn cười lạnh nói. Thằng nhóc thúi mày hiểu cái mông, ông đây nói bà ta là tà khí nhập thể thì chính là tà khí nhập thể. Nhìn bộ dạng này của mày, có lẽ ngay cả chứng chỉ tư cách hành nghề y cũng chưa lấy được nhỉ. Mày có tư cách gì nói tao là lang băm? Nghĩ mày cái loại thanh niên chỉ biết mạnh miệng này, tao đã thấy nhiều rồi." Người đàn ông giận dữ bật cười, quát to với Đường Tuấn. "Ha, phải không?" Đường Tuấn ngược lại rất hứng thú, nói, "Nếu như vậy, không bằng chúng ta đánh cược, thế nào?" "Cược cái gì?" Người đàn ông hỏi. Đường Tuấn chỉ vào người phụ nữ trong ngực cô gái, nói, "Nếu tôi chỉ khỏi cho bà ấy, vậy anh liền dỡ tấm bảng hiệu Thanh Xuân này xuống cho tôi." đừng ở đây làm mất mặt, bêu danh cho y học cổ truyền như thế. Sắc mặt người đàn ông khẽ biến, chợt cười lạnh nói, ha ha. Vậy nếu mày chị không hết thì sao? Vậy tôi đây sẽ tùy anh xử trí. Đường Tuấn nói, hảo, nếu mày chị không hết, vậy mày liền đứng đầu ngõ học chó sủa cho tao, cũng không cần nhiều, một tiếng là được. Người đàn ông âm ngoan nói, cô gái nghe thấy tiền đặt cược này, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc. Cô ta vội vàng nói với Đường Tuấn, anh đừng cược với anh ta, anh sẽ thua đấy. Anh ta là bác sĩ giỏi nhất ở khu vực gần đây, anh sao có thể thắng anh ta. Tưởng tượng đến lát nữa Đường Tuấn thua, phải ở trên đường học chó sủa, cô gái lập tức cảm thấy trong lòng một trận áy náy, là chính mình đã làm phiền anh. Audio điện tử võ tấn bền hết chương 325,